Phiên đấu giá này vô cùng đặc biệt bởi món đồ được mang ra đấu giá lại là sợi dây chuyền đầy mùi tiền đã mất tích rất nhiều năm. Chủ trì phiên đấu giá vừa đưa giá cái giá phải trả, các đại gia bên dưới thi nhau bấm nút mua mua mua. Nhân lúc này, một ông lão tuy chưa già nhưng đã chống dậy lẻn ra ngoài. Tới nơi vắng người, ông lập tức đứng thẳng lưng rảo bước đi về phía trước. Khi bị bảo vệ phát hiện, ông lại đi khom lưng như bản thân sắp gần đất xa trời. Bảo vệ tốt bụng nhắc nhở ông lão nơi này không dành cho người già cả yếu đuối như ông. Ông lão ôm bụng nói ông đang đi tìm nhà vệ sinh nhưng có lẽ đã đi lạc. Bảo vệ đi lại gần nhắc nhở ông lão nơi này là bộ phận giám sát không nhiệm vụ miễn vào. Ông lão tức giận trực tiếp dùng gậy đập thẳng vào đầu đối phương rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Nghe thấy tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt của bảo vệ ở phía sau, ông lão lập tức quay người cho hắn ăn liên hoàn cước. Sau khi xử lý tên bảo vệ, ông lão lập tức tháo lớp mặt nạ trên mặt rồi lao như bay về phía trước. Đúng như những gì ông lão đã dự đoán, phía trước còn một đám lâu nhâu nữa. Người đàn ông lấy đà bật lên như chim. Anh dùng cây gậy trên tay làm vũ khí đánh bọn này lên bờ xuống ruộng. Chỉ với một cú móc, anh đã cho một tên tập bay mà không cần bằng lái. Một tên chuẩn bị xông tới, anh liền tung liên hoàn cước. Khi anh hiên ngang bước xuống cầu thang, không hiểu vì sao lại có hai tên cả gan cản đường. Anh lập tức vung gậy đánh cho chúng không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhờ có hào quang nam chính soi sáng mà mấy tên tép diêu này căn bản không phải đối thủ của anh. Chỉ với một vài đường quyền cơ bản, anh đã kết thúc trận chiến không giới tuyến. Lúc này một tên cao to nhưng không đen hôi cho lắm bỗng từ đâu xuất hiện. Thế nhưng với anh cũng chỉ là mũi đốt cột điện. Chiêu thức này dùng trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng rất hữu ích. Người đàn ông này là ai và anh đến đây với mục đích gì? Seong U lẻn vào một căn phòng mở máy tính điều tra nguồn gốc xuất xứ của sợi dây chuyền. Thế nhưng Seong U còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một người phụ nữ trên tay ôm một chú chó đã bước vào. Chỉ một giây sau, cô đã phát hiện phía sau cửa còn có một con chuột siêu to khổng lồ. Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Hết cách, Seong U đành gõ thật mạnh vào cánh cửa hai cái. Cô gái biết rõ người có thể vào được nơi này thì cũng không phải đậu vừa giang dạng vừa đâu. Lúc này Seong U cũng chẳng còn gì để mất. Seong U thẳng thắn nói anh tới đây là để tìm lại món đồ đã mất. Hóa ra 20 năm về trước, mẹ Seong U đã đi chầu Diêm Vương chỉ vì sợi dây chuyền này. Seong U tới đây là để tìm người giao bán món đồ này. Sau khi biết mục đích thật sự của Seong U, cô gái lập tức rút súng nhắm về phía anh. Ai mà có dè, Seong U thông minh đã lấy cắp đạn có sẵn trong khẩu súng. Đã vậy, chú chó kia cũng vô cùng niềm nở với Seong U. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, Seong U bế chú chó rời khỏi căn phòng. Không ngờ thứ Seong U vẫn luôn kiếm tìm lại được giấu trong sợi dây trên cổ chú chó. Seong U hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong nháy mắt. Cô gái này có một năng lực vô cùng đặc biệt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, cô đã có siêu thị giác. Mắt của cô nhạy bén gấp trăm gấp vạn lần người bình thường. Dù là đồng xu giấu dưới đáy cốc hay sợi lông mày nhỏ bé, cô cũng có thể thấy rõ như in như ban ngày. Thế nhưng cái gì cũng vừa phai phải thôi, năng lực của cô cũng vậy. Cô không được phép sử dụng năng lực này vượt quá giới hạn cho phép. Cô gái này chính là Sarah. Khi không có việc gì làm, Sarah sẽ làm điệp viên ngầm truy bắt tội phạm săn tiền thưởng. Cuối tuần này, Sarah có một cơ hội kiếm tiền siêu to khổng lồ. Cô có nhiệm vụ đi qua đi lại quanh sòng bạc tìm kiếm người ăn gian nói dối. Mới đảo qua một vòng, Sarah đã phát hiện cô gái bàn số 3 dùng đáy cốc để đánh cháo thẻ. Không những vậy, vị khách bàn 21 còn lén dùng ký hiệu hình thể ngầm báo bài cho người đàn ông đối diện. Năng su AS làm việc của Sarah phải nói là đỉnh của chóp. Chủ sòng bài không ngừng cảm thán, good job baby. Ông hy vọng Sarah có thể ở lại hợp tác làm ăn lâu dài. Thế nhưng Sarah đã thẳng thừng từ chối vì lý do sức khỏe. Trong lúc đảo qua đảo lại quanh sòng bài, Sarah đã vớt được một con cá lớn. Người bị Sarah tóm gọn chính là một tên tội phạm khá khét tiếng bị truy nã hồi sáng nay. Sarah ngầm cảm thán lần này chúng mánh rồi. Không những vậy, Sarah còn may mắn bắt được tên đồng phạm của hắn. Quả là hàng mua một tặng một. Thế nhưng hai người đàn ông này cũng không phải hạng tầm thường. Anh ta chính là người thừa kế tập đoàn Ưng Gang, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Thế nhưng Seong U cũng có tật xấu như bao người khác. Đối với những chuyện bản thân thích, Seong U sẽ theo đuổi tới cùng. Chính vì vậy, Seong U đã thiết kế cho mình một căn nhà riêng để thỏa mãn đam mê trinh thám bất diệt. Để có thể thay đổi vai diễn bất cứ lúc nào, Seong U có hàng nghìn bộ quần áo khác nhau. Thế nhưng Seong U làm như vậy cũng chỉ vì muốn tiện cho việc điều tra. Seong U có nằm mơ cũng không ngờ một người cao tay như anh lại có ngày bị cô gái tinh vi như Sarah tóm gọn. Sau khi bị tóm gọn, Seong U lập tức gọi điện cho anh bạn thân Jin Mo tiến hành kế hoạch B. Thế là Jin Mo xuất hiện nấp sau cây cột bắt đầu vai diễn của mình. Cảnh tượng khá là ba chấm này lập tức thu hút sự chú ý của Sarah. Jin Mo không đi làm diễn viên thì quá phí, tài năng diễn xuất của anh phải nói là đỉnh của đỉnh. Đến Sarah còn tưởng Jin Mo lên cơn động kinh thật. Nhân cơ hội này, Seong U nhanh tay nhanh chân cậy khóa cửa đánh bài chuồn. Thấy đồng bọn đã lẻn ra ngoài, Jin Mo lập tức quay trở về trạng thái ban đầu. Sau khi cúi người kính cẩn xin lỗi Sarah ngây thơ vô số tội, Jin Mo liền quay người rời đi. Sau khi định thần trở lại, Sarah mới phát hiện bản thân đã bị dính một cú lừa. Không nghĩ nhiều, Sarah lập tức đuổi theo. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đuổi tới sân thượng. Ai mà có dè, kế hoạch của Seong U vẫn chưa kết thúc. Seong U lấy đà nhảy xuống Sarah. Lúc này anh mới ngạo nghễ vẫy tay xin chào Sarah. Mặc dù sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc nhưng Seong U không thích an nhàn tận hưởng cuộc sống mà cứ thích tự mình làm khổ mình. Khi nãy còn mặc vest đẹp trai lịch lãm, vậy mà nhắm mắt mở mắt anh đã biến thành một tên đầu đường xó chợ. Mục đích chính của việc xây cho mình một căn cứ bí mật của Seong U là để điều tra hung thủ sát hại mẹ mình. Hơn nữa, sự ra đi của mẹ Seong U có liên quan trực tiếp tới sợi dây chuyền đã mất tích 25 năm kia.
Không ngờ sau 25 năm dòng dã sợi dây chuyền đã không cánh mà bay nay lại thần thần bí bí xuất hiện. Chính vì vậy Seong U mới phải đóng giả thành dân chơi lẻn vào sòng bạc tìm kẻ đã đánh cắp sợi dây. Sau khi ép hỏi, Seong U mới biết sợi dây được ăn cắp từ kết bảo mật của một nữ minh tinh. Không nghĩ nhiều, Seong U lập tức nhấc máy gọi tên Jinmo. Thế nhưng hai người còn chưa kịp hành động, bên ngoài đã xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Hóa ra chỉ là bà chủ tiệm bánh kem tới để giao bánh. Phải nhìn thật kỹ, để ý thật tỉ mỉ mới thấy một trong hai cô gái chính là nữ nhân viên sòng bạc đã bắt được Seong U. Thấy vậy, Seong U và Jinmo nhất quyết không chịu mở cửa cho tới khi hai cô gái bỏ đi. Chớ trêu thay, anh shipper lớ ngớ thế nào lại đặt thùng hàng của Jinmo trước cửa tiệm bánh. Bà chủ cửa hàng bánh tức muốn ói máu, cô quyết định mang thùng hàng tới tận cửa nhà Jinmo. Hai cô gái gồng cơ đít thít cơ mông kéo lê thùng hàng lên lầu. Trong lúc bất cẩn, hai người trượt tay để thùng hàng lăn lông lốc xuống dưới. Nhìn thấy cảnh tượng này qua camera giám sát, Jinmo xót xa cho thùng hàng của mình vô cùng. Lúc này Jinmo gần như mất đi lý trí, anh vội vội vàng vàng đội mũ bảo hiểm lao ra ngoài, không cẩn thận dẫm vào hộp bánh cô chủ tiệm mới mang tới. Nhìn những chiếc bánh kem mình hao tâm tổn sức làm ra bị người khác dẫm nát, Nahi tức nghiến răng nghiến lợi. Nahi tức giận lao tới lật mũ bảo hiểm của Jinmo. Có lẽ Nahi muốn dùng ánh mắt sắc bén của mình để băm Jinmo ra từng mảnh. Jinmo sợ bản thân bị phát hiện lập tức kéo kính mũ bảo hiểm xuống. Thế nhưng Nahi nào có thể dễ dàng buông tha cho Jinmo như vậy. May mà Seong U đã có chuẩn bị từ trước. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông chân, Seong U kịp thời lái xe tới tiếp ứng Jinmo. Thấy xe đã đến, Jinmo hớt hải ôm thùng hàng chạy ra đường lớn. Nhìn bóng lưng của Jinmo còn có hình bóng thấp thoáng đằng sau cửa kính xe của Seong U, cảm giác quen mắt ùa về trong tâm trí Sera. Đây chẳng phải gã đàn ông nhảy từ sân thượng xuống xe rắc để bỏ trốn sao? Sera lập tức cưỡi con chiến mã màu hồng đáng yêu của mình đuổi theo sau, nhưng vận tốc nhanh nhất của chiếc xe chỉ tới 50 km/h. Không cần nghĩ cũng biết không thể đuổi kịp xe hơi. Sera nhanh chóng thay đổi phương hướng lái xe tới chỗ cao rồi xác nhận biển số xe của nhóm người Seong U. Các người trốn thế nào cũng không qua nổi mắt tôi đâu. Buổi tối, Sera một lần nữa lái xe tới một nơi cao cao trong thành phố. Liếc mắt đã nhận ra chiếc xe màu trắng kia. Thậm chí Sera còn trông thấy Seong U đang lén lút đột nhập vào nhà người khác. Sera lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát báo án. Khi Seong U vào phòng lại phát hiện trên giường đầy vết máu, mà Sera đứng cách đó rất xa cũng trông thấy cảnh này. Thấy tình hình không ổn, Seong U vội vàng bỏ chạy, nhưng cảnh sát đã sớm đuổi tới nơi. Cứ như vậy, Seong U bị cảnh sát bắt đi. May mà thời gian Seong U tới đó vẫn chưa đủ để tiến hành vụ án mạng, nên đã được cảnh sát thả ra. Sera về tới nhà nằm xem TV mới phát hiện người bị mình hại vào đồn cảnh sát chính là chủ tịch tập đoàn Ungang lớn nhất nhì Hàn Quốc. Sera lập tức nhận ra mình đã động tới ổ kiến lửa. Cô vội chạy tới cửa hàng bánh kem của Nahi tìm kiếm Su an ủi. Không ngoài dự đoán, Seong U rất nhanh đã tìm tới báo thủ. Anh bỏ ra gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng để lấy lại cửa hàng bánh kem của Nahi. Lòng chính nghĩa của nữ chính lập tức lóe sáng. Động vào tao thì được chứ động tới bạn thân tao thì biết tay tao. Sera hùng hổ xông vào nhà Jinmo thương thảo. Cô uy hiếp Seong U nếu không thu hồi đơn thu mua thì cô sẽ làm lộ tẩy bí mật của anh. Thế nhưng bên này Nahi lại đang vui vẻ lên kế hoạch tiêu tiền bồi thường như thế nào. Trong nhà Jinmo, Sera vẫn đang đau đầu đòi lại công bằng cho bạn. Trước khi rời đi, Sera còn không quên để lại một tin quan trọng. Tối hôm đó cô trông thấy có người đột nhập vào nhà nữ diễn viên còn xách theo một chiếc vali. Đây có thể là manh mối quan trọng giúp Seong U rửa sạch nghi ngờ. Vậy nên chuyện thu hồi lại tiệm bánh cũng dừng lại ở đây. Nhưng khi nghe Sera nói cô có thể nhìn thấy anh dù cách xa hơn 10 km, Seong U lập tức mất hứng. Cô là cái gì, Superman sao hay là kính viễn vọng? Sera tạm thời không thể giải thích cho Seong U biết siêu năng lực của mình. Cô chỉ có thể liên tục nhấn mạnh mình thực sự có thể trông thấy. Seong U cảm thấy khó tin nhưng vẫn quyết định đi theo Sera, xem Sera rốt cuộc đang muốn làm trò con bò gì. Cuối cùng bọn họ đi tới một ngõ cụt. Seong U mất kiên nhẫn bỏ về nhưng Sera bỗng phát hiện phía xa có một chiếc camera. Sau khi hack camera, quả nhiên phát hiện tối đó có một người mang theo vali rời đi. Thông qua biển số xe, bọn họ nhanh chóng tìm được thông tin về người đàn ông này. Qua cuộc điều tra này, Seong U có cái nhìn khác về Sera. Sau đó anh lại bỏ mặc cô ở lại một mình đi điều tra vụ án. Thế nhưng Sera lại nhanh mồm nhanh miệng báo lại manh mối quan trọng này cho cảnh sát. Seong U lại quay xe tới đón Sera. Anh muốn tuyển Sera làm trợ lý giúp mình điều tra các vụ án. Có sự trợ giúp của cô có thể tiết kiệm được thời gian điều tra. Bọn họ cùng nhau tới công ty của nữ minh tinh kia thu thập thông tin. Nhưng quản lý ngoài chuyện biết người trong ảnh là tên biến thái luôn bám theo nữ diễn viên thì không hề biết thêm thông tin gì. Bọn họ lại tới tìm đại diện công ty quản lý. Từ chỗ anh ta biết được nữ diễn viên có một người bạn trai. Hắn ta thường xuyên xuất hiện ở quán bar lớn nhất Itaewon. Thế là Sera đã trang điểm thành gái ngành, mặc một chiếc váy sexy xuất hiện trước mặt người đàn ông kia. Sera lần đầu mặc váy vào bar không tránh khỏi bỡ ngỡ. Giày cao gót hình như còn hơi rộng. Khi Seong U bước tới gần, Sera lại lùi về sau không cẩn thận trượt chân. May mắn được Seong U đỡ lấy. Sau đó Seong U chậm chậm đeo cho Sera sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng tỷ won khiến trái tim Sera loạn nhịp. Seong U đặc biệt nhắc nhở Sera phải chú ý an toàn cho sợi dây chuyền. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được đeo sợi dây chuyền quý giá thế này. Một lúc sau, một cô gái đi tới đưa Sera vào hội trường. Seong U đi theo tùy cơ ứng biến. Jinmo thông qua camera giám sát tiến hành lên các bước. Hôm nay bọn họ phải tìm được người đàn ông nhận ra sợi dây chuyền trong quán bar này. Người đó cũng là bạn trai đã sát hại nữ diễn viên kia.
mà Sera đeo sợi dây chuyền cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trong quán bar nhộn nhịp, bọn họ vẫn chưa có thu hoạch gì. Seong U lập tức ra hiệu cho cô gái đưa Sera tới phòng VIP tìm kiếm. Sera cũng dần thích nghi với môi trường nơi đây. Cô còn tự tin ra ám hiệu với Seong U. Tới phòng VIP, Seong U không được phép vào trong. Khi Seong U ra ngoài, anh vô tình chạm trán với một công tử ăn chơi. Người này chính là giám đốc Kang Tae-jun của công ty anh. Tae-jun loạn choạng bước vào phòng VIP, ngoắc tay kêu một cô gái tới bên tiếp rượu. Cô gái thuận tay đưa cho Tae-jun một ly rượu. Ai ngờ Tae-jun lại muốn cô đích thân mang rượu tới. Cô gái có chút miễn cưỡng nhưng xung quanh không có một ai đứng ra nói đỡ cho cô. Cô gái không dám đắc tội với Tae-jun, chỉ đành đi tới ngồi bên cạnh anh rót rượu. Tính khí của đám tài phiệt này cũng thật thất thường. Tae-jun lập tức nổi nóng vì cô gái dám không nghe lời mình. Mặc cho cô gái nhỏ giọng dỗ dành nhưng cũng không có tác dụng. Tae-jun lập tức cầm bình rượu đập vỡ. Muốn ngoan ngoãn chơi cùng anh đây, hay muốn trông thấy máu chảy mới hứng thú? Cô gái sợ hãi sắp khóc. Tae-jun phát điên thật rồi. Dường như những người bên cạnh sớm đã quen với cảnh này. Khi Tae-jun còn đang đắc ý liền bị Sera ném hoa quả vào người. Sera hùng hổ bước tới cầm thùng đá trên bàn đổ lên đầu Tae-jun. Tên khốn, Sera cũng ghê gớm quá. Seong U nhận được tin lập tức chạy đi ứng cứu. Tae-jun ngớ người ngơ ngác, sau đó lại càng thêm hưng phấn. Ở đây lại có người không nhận ra anh sao? Hắn xông tới nắm lấy tay Sera hỏi cô tên là gì. Nếu muốn thu hút sự chú ý của tôi thì cô thành công rồi đó. Nói xong, Tae-jun lập tức ôm chặt lấy Sera muốn chơi đùa cùng cô. Sera càng vùng vẫy hắn ta lại càng kích thích. Sera mạnh mẽ đẩy đối phương ra liền bị một tên cản đường. Tae-jun bị chọc giận lập tức vơ lấy chai rượu. Sera nhìn qua mắt người đối diện, trông thấy nên nhanh chóng cúi đầu xuống. Sau đó Sera vội vàng bỏ chạy, không cẩn thận đâm sầm vào Seong U. Sera trách Seong U sao bây giờ mới tới. Seong U kéo Sera về phía sau. Thì ra ban nãy anh đã tranh thủ đi thay đồ hóa thân thành tổng tài bá đạo. Seong U bình tĩnh lấy ra danh thiếp bắt bọn chúng mở cửa. Vừa vào phòng, Seong U đã chế giễu Tae-jun một trận. Tôi thấy anh cần đi tắm đó, giám đốc Kang. Nói xong liền cầm tay Sera rời khỏi nơi này. Seong U vừa cứu Sera ra khỏi móng vuốt của quỷ. Sera nhìn anh đắm đuối rồi chậm chậm áp sát. Thấy vậy, tim Seong U bỗng đập rộn ràng. Không ngờ Sera chỉ đang nhìn mắt anh. Thông qua hình ảnh phản chiếu trong mắt, cô đã nhìn thấy phía sau có người đang quay trộm. Sera ôm chặt Seong U nói với anh, phía sau có người đàn ông đeo khẩu trang đang quay lén họ. Seong U bước lên phía trước xác nhận nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Sera định xông tới bắt tại trận nhưng Seong U lại bảo cô ở đây đợi, qua đó nguy hiểm lắm. Seong U đi tới trước chào hỏi nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Sau đó anh với tay xé camera quay lén trên ngực hắn. Người đàn ông biết đã bị lộ lập tức co giò bỏ chạy, lại bị Sera ngáng chân. Cởi khẩu trang mới phát hiện đối phương chính là quản lý của nữ diễn viên, mà thiết bị trên người hắn chính là bằng chứng tội phạm. Sau một hồi bị bức ép hỏi cung, cuối cùng hắn ta đã thừa nhận tên biến thái bám theo nữ diễn viên chính là mình. Nhưng hắn cũng chỉ làm theo sự chỉ bảo của công ty. Công ty muốn quay lén bí mật đời tư để uy hiếp ép nữ diễn viên bán thân, mà chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Kiểm tra điện thoại liền phát hiện đại diện cố ý dụ bọn họ tới quán bar để quay lại video không trong sạch. Đây cũng là cơ hội để Seong U nắm thóp tập đoàn đối thủ. Sau đó Seong U dùng điện thoại của quản lý gửi tin nhắn: "Tôi bị chủ tịch Eun phát hiện rồi, anh ta đang tìm những video khác." Không lâu sau, bọn họ đã có mặt trong phòng làm việc của đại diện Im bắt tại trận, anh ta đang cố gắng tiêu hủy chứng cứ. Cứ như vậy, hợp đồng của anh ta với tập đoàn Eun Gang cũng bị hủy bỏ. Đối diện với khí thế hùng hổ của ba người, đại diện Im không còn đường thoát, trực tiếp nuốt thẻ nhớ xuống bụng. Không may thẻ nhớ mắc vào cổ họng không thể thở được. Để anh ta không chết vì hóc dị vật, Sera lập tức xông tới ôm chặt anh rồi dùng lực kẹp chặt bụng. Thẻ nhớ lập tức bay ra, Sera vội vàng nhặt lấy. Seong U chỉ biết nhìn cô với ánh mắt chán trường mà nhận lấy thẻ nhớ. Bên này, hai cảnh sát cũng thông qua manh mối được Sera cung cấp tìm được chiếc xe kia, đồng thời tìm được một vật không biết là gì trong xe. Chuyển cảnh, nhóm ba người Seong U cũng nhanh chóng trở về nhà xem đoạn video trong thẻ nhớ, nơi nữ diễn viên có mặt xuất hiện một tên biến thái bám đuôi. Sera thông qua móc khóa hình cây thông Noel trên cặp hắn lập tức xác nhận đối phương chính là người đi ra từ nhà nữ diễn viên tối đó. Tuy nhiên, cho dù gần như vậy nhưng cả Seong U và Jin Mo đều không thể nhìn thấy. Hôm sau, thông qua hệ thống xử lý hình ảnh, họ mới trông thấy trên ba lô của đối phương quả thực có treo móc khóa hình cây thông Noel. Khi loại trừ tất cả những khả năng không thể xảy ra, điều không thể duy nhất còn lại chính là chân tướng. Seong U lên sân thượng gọi điện thoại cho Sera. Anh nói muốn tặng cô một món quà rồi kêu cô nhìn sang nóc nhà tập đoàn Eun Gang. Khi Sera nhìn thấy dòng chữ viết trên giấy, liền nói: "Anh cầm thứ gì trên tay, tôi làm sao biết được?" Ai ngờ Seong U lại nói: "Tôi chưa từng nói mình đang cầm đồ." Để xác nhận lại khả năng của Sera, Seong U lại giả vờ bị ngã. Sera ngây thơ đã bị mắc lừa. Bên này, Seong U nhếch miệng cười giống như đã phát hiện ra bí mật quan trọng gì đó. Thì ra cô thật sự có thể trông thấy tôi. Hôm nay tiệm bánh kem dưới lầu của Na Hi tổ chức hoạt động thử bánh miễn phí. Một người yêu thích yên tĩnh như Jin Mo thực sự không thể chịu đựng kiểu tra tấn này. "Ôi, ồn ào quá, tôi phải đi cho bọn họ một trận cho họ sáng mắt ra." Seong U muốn cản Jin Mo lại nhưng không được. Jin Mo hùng hổ đi ra khỏi cửa. Na Hi trông thấy anh thì nụ cười trên môi lập tức dập tắt. Cô nhanh chóng thay đổi thái độ. "Đồ não tàn, xem ra anh thích đồ miễn phí lắm nhỉ. Mất công xuống tận đây cơ mà. Dù sao cũng là hàng xóm thôi, thì cho một cái bánh ăn cho đỡ đói này." Jin Mo từ chối nói mình dị ứng nên không ăn. "Dị ứng gì chứ?
Nahi vừa nghe đã biết đối phương bốc phét nên vẫn cố nhét bánh vào tay anh. Ai ngờ trong lúc giằng co đã vô tình làm rơi chiếc bánh xuống đất. Jin Mo thấy hơi ngại vội tranh thanh minh trước. Tôi đã nói tôi bị dị ứng, cô không nghe thấy lời khách hàng nói sao? Jin Mo vừa nói vừa rời khỏi hiện trường vô cùng gượng gạo. Lúc này Jin Mo đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ chính của mình. Jin Mo chỉ được cái mạnh miệng chứ không được cái nước gì. Cuối cùng Jin Mo phải làm trò cười cho thiên hạ biến mình thành món đồ chơi của đám trẻ con. Cho tới khi hoạt động kết thúc Jin Mo mới được giải thoát. Mất mặt quá bị cả khu trông thấy rồi. Một luật sư lại đứng nhảy múa giữa đám đông. Sau chuyện này còn ai dám thuê anh biện hộ nữa? Sera có lòng tốt tới nhà trả đồ nhưng Seong U lại chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Thậm chí Seong U còn khịa Sera. Cô trả đồ cho tôi làm gì, muốn tôi mặc nó sao? Ai ngờ Sera lại nói giám đốc có ngoại hình xuất chúng, mặc cái này lên chắc chắn sẽ đẹp hơn tôi. Hai người không ai nhịn ai. Jin Mo đứng giữa không biết phải làm sao. Suy cho cùng thì cũng không thể phủ nhận công lao của Sera. Sera có năng lực siêu phàm. May mà có cô tìm ra kẻ tình nghi, phát hiện ra móc khóa hình cây thông Noel, còn xác định được cả đối phương đeo khẩu trang. Bọn họ phải cảm ơn Sera còn không kịp nữa là. Xem ra Jin Mo rất coi trọng người đồng đội này. Jin Mo lập tức dẫn Sera tới bệnh viện cùng mình điều tra. Vừa tới bệnh viện họ đã phát hiện vòng tay trong ảnh chụp nhân viên treo trên tường giống hệt với cái của nữ minh tinh kia. Mà loại vòng này chỉ có người quyên góp cho quỹ cứu trợ nhi đồng mới được phát. Sau khi đối chiếu với bức ảnh, họ xác định nữ nhân viên trong ảnh và nữ minh tinh là cùng một người. Cộng thêm thông tin được phía cảnh sát cung cấp. Cảnh sát cho biết trên xe người đàn ông đeo khẩu trang đó có món đồ y tá thường hay sử dụng. Điều đó chứng minh rất có khả năng trong bệnh viện còn có đồng phạm. Bọn họ phải bắt tay điều tra kỹ bệnh viện này. Bên này người giỏi nhất đội bắt đầu lên tiếng nói. Anh đã sắp xếp để Sera nằm vùng ở phòng VIP. Seong U lần mò theo số phòng tìm tới tận giường bệnh. Khi anh vừa kéo rèm ra còn chưa kịp nói gì thì một bệnh nhân khác đi tới hỏi hai người là vợ chồng son sao. Lúc mới cưới lúc nào chả tươi đẹp. Câu hỏi duyên dáng của bà thím khiến cả hai đứng hình. Sera nhanh trí phối hợp diễn xuất. Anh yêu chúng ta kết hôn bao lâu rồi nhỉ? Sự xuất hiện của bà cô nhiều chuyện khiến Seong U không được thoải mái. Khi y tá gọi Sera đi khám, bà thím không quên nhắc nhở Seong U phải đi cùng cô. Seong U vốn tính kiêu ngạo nay cũng chỉ biết cúi đầu làm theo. Vừa đi Seong U vừa chửi thầm Jin Mo. Giang Jin Mo anh được lắm. Người bố này có thể nhẫn tâm tới mức nào? Anh ta chăm chú chơi game không quan tâm tới con cái. Mặc cho con trai đang đói gọi bố bên cạnh anh ta đuổi con trai cút đi. Đồ đáng ghét. Tao đã dặn mày không được làm phiền tao lúc đang chơi game kia mà. Tại mày nên tao mới thua đó. Thằng danh con. Cậu bé này mắc bệnh tim. May được các bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc chu đáo. Nữ minh tinh cũng vì cậu bé mới tới bệnh viện làm tình nguyện. Nhưng hiện tại không những nữ minh tinh mất tích mà cậu bé cũng không rõ tung tích. Đáng hận hơn là bố cậu bé đã lấy hết tiền cứu trợ của con trai. Càng đi sâu vào điều tra bọn họ càng có những phát hiện kinh ngạc. Cảnh sát phát hiện một vết máu lớn trong nhà người đàn ông. Bên này Nahi thấy sau khi Sera đi trả đồ thì cũng mất tích luôn. Nahi vội lấy điện thoại gọi cho Sera. Ai ngờ bà thím giường bên lại nhiệt tình bắt máy. Khi nhận được tin Sera đang kiểm tra tim ở bệnh viện, Nahi lập tức đóng quán chạy thẳng tới đó. Jin Mo ở bên ngoài đã nhìn thấy. Anh sợ sự xuất hiện của Nahi sẽ làm rối kế hoạch tác chiến của bọn họ. Vì vậy anh vội xuống xe ngăn cô lại. Nhưng hiện tại Nahi chỉ lo lắng cho bạn. Làm gì còn tâm trạng quan tâm tới Jin Mo. Jin Mo hét lớn rồi xông lên phía trước ép cô vào tường. Hôm nay anh có chuyện nhất định phải nói. Thấy Nahi bỏ đi, Jin Mo lại tiếp tục kéo tay cô lại ra vẻ mình đang rất nghiêm túc. Nhưng cuối cùng vẫn bị Nahi đẩy ra. Jin Mo tìm đủ cách nhưng cũng không ngăn được bước chân của Nahi. Nahi vô cùng thắc mắc. Bạn cô dù trong tiết trời nắng nóng 38 độ vẫn có thể hăng say làm việc, sao bây giờ lại đột ngột đổ bệnh? Điều này chứng tỏ bệnh của Sera rất nặng. Jin Mo bị ép đến đường cùng chỉ đành tung ra tuyệt chiêu. Jin Mo uống một mạch hết chai nước trong tay. Sau đó khi Nahi vừa đẩy Jin Mo sang một bên, anh lập tức ngã vật xuống như bị trúng độc. Thấy vậy Nahi thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa uống thứ nước đó. Nhìn mặt Jin Mo sưng như bị ong đốt, Nahi mới tin anh bị dị ứng thật. Bên này nhóm điều tra hai người nhận được điện thoại lập tức đi tới. Seong U nghe tin bạn mình vừa uống su à bò lập tức lộ ra vẻ mặt bất lực. Anh hoàn toàn không thèm quan tâm đồng đội vì ai mà hy sinh thân mình thành ra bộ dạng này. Nahi thấy Sera vẫn bình an vô sự mới yên tâm thở phào. Sau đó Nahi lại quay sang nhìn Jin Mo với khuôn mặt biến dạng. Sau một ngày điều tra không có kết quả, Seong U chuẩn bị ra về. Ai ngờ hai vợ chồng giường bên lại hỏi anh đi đâu vậy, phải ở lại với vợ chứ. Bị bệnh là một cái tội sao? Không quan tâm tới vợ bị bệnh mới là tội lớn. Sự nhiệt tình của cặp vợ chồng trung niên giường bên khiến Seong U khóc thét. Seong U thẳng tay kéo rèm lại quyết định ở lại đây qua đêm. Kết quả sáng hôm sau mọi người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc. Người vợ mặc đồ bệnh nhân nằm dưới xe cán. Người chồng mang tiếng tới chăm vợ nhưng lại nằm trên giường êm nệm ấm. Sau khi tỉnh táo lạnh, Seong U mới phát hiện hoàn cảnh hiện tại không ổn chút nào. Seong U vội vàng lay Sera thức dậy. Nếu Seong U còn không làm gì chắc sẽ bị ánh mắt của mọi người xung quanh giết chết mất. Ông chú giường bên ngao ngán mang cơm tới. Seong U cũng học theo ông chú đặt cơm lên bàn cho Sera. Lúc này bà thím trách móc người khỏe mạnh nằm trên xe cán còn khó chịu, sao Seong U lại để người bệnh ngủ cả đêm ở đó. Có sự chống lưng của bà thím, Sera lập tức được đà lấn tới. Ôi tay em không còn sức nữa, chắc là do tối qua ngủ trên cáng. Anh yêu à, em không thể tự ăn được.
Seong U có ý chống đối nhưng khi trông thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, anh lập tức lật mặt. Không sao, cứ để anh. Seong U mở hộp cơm trắng đút cho Sera một miếng lớn, sau đó lại đút cho cô một miếng thịt. Được chủ tịch công ty hàng đầu Hàn Quốc đút cơm cho ăn là chuyện Sera chưa từng tưởng tượng tới. Cảm giác này quả thật rất tuyệt vời. Vậy nên hôm nay Sera phải phá lệ ăn hết chỗ cơm này. Seong U bắt đầu báo thủ đút cho Sera một miếng cơm siêu to khổng lồ. Mà bọn họ làm vậy là để xâm nhập vào bệnh viện điều tra vụ án của nữ minh tinh. Sau khi xong việc, ba người ngồi lại tổng hợp thông tin mà bọn họ thu hoạch được. Trong ngày hôm nay, sau khi loại trừ những người trực ca sáng và tối, bọn họ đã xác định được mục tiêu cần tìm. Bỗng Sera nhìn thấy một chiếc móc treo, hình cây thông Noel giống hệt với cái của tên đeo khẩu trang vào tối xảy ra vụ án. Sau khi dò hỏi mới biết đây là món quà của một đứa bé tặng cho y tá trưởng. Bên này Jin-mo tìm được một chiếc vali trong cốp xe của y tá trưởng. Thì ra người xuất hiện trước nhà nữ minh tinh không phải là đàn ông mà là y tá trưởng. Sera và Seong U lập tức đi theo cô ta thì thấy đối phương gọi cho một số lạ. Đợi sau khi đối phương đi khuất, Seong U vội kêu Sera bấm lại số điện thoại ban nãy. Không biết đối phương đã nói gì khiến Seong U sợ hãi cúp máy. Khi ngoảnh đầu lại, anh trông thấy y tá trưởng đang tiến về phía bọn họ. Y tá trưởng bị gọi tên lập tức nhận ra điều bất thường, vội vã bỏ chạy. Hai người chia làm hai hướng đuổi theo cô ta. Sera chạy theo y tá tới kho vật phẩm nhưng cô còn chưa kịp phản ứng đã bị tiêm một mũi khiến cô ngất đi. Seong U đến chậm một bước nhìn xung quanh, phát hiện một căn phòng đang khép hờ. Anh đẩy cửa vào trông thấy Sera đang ngất dưới đất. Y tá trưởng bất ngờ xông lên đánh lén từ phía sau nhưng đã bị Seong U dễ dàng tóm được. Căn phòng này vốn là địa bàn của cô ta. Rất nhanh cô ta đã đánh ngất Seong U như cách vừa làm với Sera. Jin-mo thấy cô ta lái xe rời đi lúng cuống không biết phải làm sao. Thông qua thiết bị định vị, Jin-mo đã biết được nơi cô ta muốn đến. Vì vậy Jin-mo đã chạy đi xem tình hình của Seong U và Sera trước. Bên này khi hai người tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói chặt. Seong U bỗng nghĩ ra một cách. Loại dây này có thể dùng răng cắn đứt. Để không làm tổn thương tới hàm răng của mình nên Seong U đã bắt Sera tự cắn đứt dây. Đúng là người có tiền nói gì cũng đúng. Lúc hoạn nạn mới biết ai là đàn ông. Sera hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống cắn dây. Seong U không những không động tay mà cũng chẳng động khẩu. Anh sợ cô cắn trúng tay mình. Thậm chí Seong U còn phát ra âm thanh kỳ quái khiến Sera còn tưởng mình đang gặp phải biến thái. Seong U bất lực chỉ đành kêu Sera dừng lại để mình tự xử. Thế nhưng Sera vốn là người nhạy cảm nên rất sợ nhột. Cảnh nhạy cảm này của hai người đã bị Jin-mo tới tìm đồng đội chứng kiến. Hai người còn tưởng vị cứu tinh của đời mình đã tới mà không biết cảnh ban nãy đã gây hiểu lầm tới mức nào. Có phải tôi tới không đúng lúc không? Hai người phải khóa cửa vào chứ. Jin-mo cười quỷ quyệt sau đó đóng cửa ra ngoài. Anh không quên dặn lát nữa anh sẽ quay lại. Nhưng do sợ bị sếp đuổi việc, Jin-mo lại đẩy cửa bước vào với một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó Jin-mo dẫn hai người ra khỏi phòng như dẫn hai đứa trẻ vừa làm việc xấu. Ba người lập tức lái xe đuổi tới địa chỉ trên thiết bị định vị. Căn cứ vào cuộc gọi ban nãy, Seong U đã xác nhận được một tin cực kỳ quan trọng. Hóa ra nữ minh tinh kia vẫn chưa ngỏm củ tỏi, bởi vì người ở đầu dây bên kia chính là cô ta. Khi mấy người đi được nửa đường lại bất ngờ xảy ra tai nạn với xe của y tá trưởng. Cô ta không còn đường lui, chỉ biết dương mắt nhìn Seong U đang chậm chậm tiến về phía mình. Seong U mở cửa sau ra phát hiện người trong xe chính là nữ minh tinh kia. Không những vậy, trong xe còn có cả cậu bé mắc bệnh tim. Cuối cùng đã gặp được cô Aja rồi. Hóa ra Aja từng bị thiếu gia tài phiệt làm có bầu rồi bỏ rơi. Aja vốn định tự mình sinh con tự mình nuôi lớn nhưng hắn ta đã mua chuộc y tá trưởng, nói dối rằng con của cô đã mất. Mãi tới 7 năm sau khi Aja tới bệnh viện làm tình nguyện mới phát hiện một đứa trẻ có tên giống hệt con trai cô. Mà lúc này cô y tá trưởng năm đó cũng có mặt ở đây. Tới tận bây giờ Aja mới biết y tá trưởng đã lừa mình suốt 7 năm trời. Thấy con trai mình bị bố nuôi hành hạ, Aja rất đau lòng. Cô quyết định đưa con trai cao chạy xa bay. Nhưng Aja hận nhất là tên tài phiệt, cô muốn hắn phải trả giá. Vậy nên Aja đã đến nhà tên tài phiệt ăn trộm sợi dây chuyền trị giá 50 tỷ. Nhưng không ngờ mới lấy về được vài hôm đã bị một tên trộm lấy cắp. Mới đầu Aja còn cho rằng tên tài phiệt kia đã lấy lại. Ai ngờ không lâu sau, trong một buổi ghi hình, cô suýt nữa bị cái đèn rơi trúng người. Hơn nữa Aja còn nhận được tin nhắn đe dọa của tên tài phiệt kia. Aja biết chỉ có nhanh chóng đưa con trai ra nước ngoài mới thoát được. Vì vậy cô đã đổ máu ở trong nhà của mình, tạo hiện trường giả để mọi người tin cô đã bị ám sát. Như vậy Aja có thể cùng con trai cao chạy xa bay. Seong U nghe vậy liền hỏi Aja, tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết tên tài phiệt đó là ai. Đột nhiên lúc nãy cậu bé lên cơn ho. Y tá trưởng nói tình hình của cậu bé bây giờ rất không ổn. Aja cầu xin Seong U hãy tha cho mình. Bởi chuyến bay của cô và con trai chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ cất cánh. Nhưng Seong U lại rất kiên quyết bắt Aja nói ra tên tài phiệt đó là ai. Nếu như Aja không nói thì không được đi đâu hết. Đương nhiên con của cô cũng không đi được. Aja nói một tuần sau cậu bé sẽ phải làm phẫu thuật. Chỉ cần an toàn rời khỏi đây và làm xong phẫu thuật, đến lúc đó Aja nhất định sẽ nói. Nhưng Seong U không tin những lời hứa này. Bất ngờ cậu bé đi ra trách Seong U tại sao lại làm Aja khóc. Nhìn vào đứa bé đáng thương này, Sera cũng mềm lòng. Cô kéo tay Seong U kêu anh đừng có ép nữa. Nhưng Seong U lại nói mình tìm dây chuyền của mẹ 25 rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có tí manh mối, không thể bỏ lỡ. Được, lúc này Seong U nghe thấy bên ngoài có tiếng xe. Vừa mở cửa ra thì phát hiện Aja đã bỏ chạy, còn Jin-mo đã bị trích thuốc mê ngất xỉu. Seong U tức giận quát Sera, lẽ nào cô vẫn tin Aja sẽ nói cho anh biết chân tướng sao?
Sau khi Jin Mo tỉnh lại, Seong U kêu anh nhanh chóng định vị xe của Aja. Hóa ra họ đã tính cả rồi. Trước đó họ đã lén lắp thiết bị định vị trên xe của Aja. Jin Mo mở điện thoại ra định vị được Aja đã đến một bệnh viện gần đây. Ba người ngay lập tức chạy đến đó. Lúc này mặt của cậu bé đã tái mét nhưng vẫn nói mình có thể lên máy bay. Y tá trưởng nói nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn mất, cho nên họ bế cậu bé lên định rời khỏi đây. Đúng lúc này thì nhóm của Seong U cũng đuổi kịp đến. Sau đó Seong U nói mình đã cho trực thăng đến đưa bọn họ ra sân bay. Không phải vì Aja mà là vì đứa bé đáng thương này. Chỉ hy vọng Aja có thể giữ lời hứa sau khi làm phẫu thuật thì nói cho anh biết tên tài phiệt đó là ai. Cậu bé cảm ơn Seong U sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Đột nhiên Aja quay lại ghé vào tai Seong U nói ra một bí mật. Seong U nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Ở một nơi khác, cảnh sát Han đã bắt được Jang Min-soo. Cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn hắn. Thế nhưng Min-soo kiên quyết nói mình không hề giết người. Min-soo còn rất hống hách nói cảnh sát Han không có chứng cứ thì đừng có đổ oan. Cảnh sát Han tức giận nói vết máu ở nhà anh đã đủ chứng minh rồi. Nhưng Min-soo lại bảo bọn họ tìm thấy xác rồi hãng kiện mình. Lúc này cảnh sát Kim đi vào bí mật nói gì đó với cảnh sát Han. Hóa ra Seong U đã phát hiện ra một bức tranh của đứa bé. Nhờ vậy Seong U đã đoán được nơi giấu xác vợ Min-soo. Có lẽ đứa bé nhìn thấy nên đã vẽ lại. Quả nhiên sau khi đào vị trí được vẽ trong tranh, cảnh sát Han đã tìm được cái xác. Vụ án cuối cùng cũng khép lại. Ba người liền trở về nhà. Seong U kêu Sera chuẩn bị ký hợp đồng bảo mật. Chuyện này không được nói cho bất cứ ai. Sera bảo Seong U hãy cứ yên tâm vì sự an toàn của Aja và đứa trẻ, cô nhất định sẽ không nói với ai. Sau khi về đến nhà, Sera nhớ lại chiếc váy hồng vẫn ở trong xe cho nên đã quay lại tìm. Nhưng xe đã bị khóa cửa. Sera lập tức lên văn phòng luật sư ở trên lầu. Thấy cửa vẫn mở, Sera đã đi vào trong để tìm. Ai ngờ Sera lại vô tình chạm vào công tắc bí mật, phát hiện sau giá sách lại ẩn chứa một cánh cửa. Sera cảm thấy thật thần kỳ cho nên đã đi xuống cầu thang. Không ngờ lại nhìn thấy Seong U vừa mới tập gym xong còn lấy váy hồng ra mặc thử. Lúc này hình như Seong U cũng đã phát hiện ra Sera. Seong U lắp bắp hỏi Sera đang nhìn mình bằng ánh mắt gì vậy. Sera nói mình đến đây để lấy váy, lấy được váy sẽ đi ngay. Sera nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Seong U nói trước đó chẳng phải Sera không thèm mà sao lại quay lại lấy. Sera nói chiếc váy này đắt lắm, bây giờ cũng coi như là công sức bỏ ra của cô. Tất nhiên là cô phải mang về chứ. Jin Mo nhìn thấy Sera thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng căn cứ bí mật đã bị lộ, Jin Mo dứt khoát giới thiệu mọi thứ với Sera. Dù sao Sera cũng được coi như là đồng minh, nhưng điều kiện là cô phải giữ bí mật. Sau khi Sera đi khỏi, Seong U đã nói cho Jin Mo biết bí mật. Trước khi rời đi, Aja đã dặn anh phải đề phòng Tae-jun. Ban đêm Sera nằm trên giường nhớ lại những gì mình đã thấy trong căn cứ bí mật. Bức ảnh của người mẹ trên bàn làm việc của Seong U khiến Sera cảm thấy rất quen thuộc. Dường như Sera đã từng gặp bà trong trại trẻ mồ côi. Sera muốn ngủ nhưng một ký ức đáng sợ chợt hiện về trong tâm trí cô. Sera từng chứng kiến một người đàn ông tấn công mẹ của Seong U. Ngày hôm sau Sera đem chiếc váy kia đi bán. Sau đó cô hào hứng cầm số tiền trở lại tiệm bánh của Nahi. Lúc này Sera mới phát hiện cảnh sát Han cũng ở đây. Sau khi kết thúc vụ án của Min-soo, cảnh sát Han mới đến dò hỏi Seong U. Bởi vì hôm đó khi anh đến bệnh viện để điều tra dường như đã thoáng thấy bóng dáng của Sera. Đương nhiên Sera phủ nhận hoàn toàn. Cảnh sát Han lo lắng nhắc nhở Sera đừng bao giờ vì siêu thị lực mà bị lôi kéo vào vụ án nào nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn như trước đây. Sera vui vẻ đồng ý. Sau đó cô hỏi cảnh sát Han có nhớ khi hai người còn nhỏ ở trong trại trẻ mồ côi, có một người gì tốt bụng thường đến thăm trẻ em hay không. Chuyện Sera suýt ngỏm củ tỏi vì siêu thị lực khi còn nhỏ có lẽ cũng liên quan đến người này. Ánh mắt của cảnh sát Han lập tức né tránh. Anh không ngừng chuyển đề tài. Rõ ràng anh không muốn nói đến chuyện này. Trên đường rời đi, cảnh sát Han rất lo lắng. Anh cầm bức tranh nghĩ xem ai đã gửi manh mối đến đồn cảnh sát. Anh nghi ngờ người trợ lý bí ẩn này là Sera. Nhưng từ đáy lòng, cảnh sát Han vẫn cầu nguyện không phải là Sera. Ngày hôm sau, một khách hàng đến gặp Jin Mo. Người tới chính là Sua, em gái của Sera. Sua gặp khó khăn và muốn nhờ Jin Mo giúp đỡ. Sau khi hai người nói chuyện xong, Jin Mo đưa Sua rời đi. Khi Jin Mo trở lại văn phòng, Seong U đã đợi sẵn ở đây. Seong U nói với Jin Mo rằng Aja trước khi rời đi đã cung cấp manh mối là Tae-jun, chứng tỏ Tae-jun chắc chắn có liên quan đến sợi dây chuyền đắt giá kia. Seong U lại liên tưởng về đêm trong quán bar. Đêm đó Tae-jun đã có hành vi không tốt với Sera. Lẽ nào Seong U như vậy vì thấy Sera đeo sợi dây chuyền trên cổ? Theo những gì Seong U biết, cuộc đụng độ ở quán bar đó khiến cho Tae-jun đến nay vẫn không thể quên. Hắn luôn nóng nảy giận chó đánh mèo nhân viên trong công ty. Vì thế Seong U quyết định theo dõi Tae-jun sát sao. Đối với việc này, Jin Mo đề nghị giao cho Sera vì cô có siêu thị lực. Để Sera làm người theo dõi thì không ai thích hợp hơn. Sau đó Seong U lập tức gọi điện thoại cho Sera muốn cô trở lại làm trợ lý của mình. Tuy nhiên ngày hôm sau Sera lại không đến gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Hai người đành phải đến tiệm bánh hỏi Nahi xem Sera có ổn không. Nahi thử gọi nhưng ngay cả cô cũng không liên lạc được. Nahi khẳng định thứ có thể khiến Sera bỏ việc chỉ có thể liên quan tới Sua. Nghe nói có liên quan tới Sua, Jin U lập tức hiểu ra vấn đề. Vì vậy Jin Mo nhanh chóng cùng Seong U tới trại trẻ mồ côi. Giám đốc trại trẻ nói Sua đã biến mất. Cùng cuốn sổ tiết kiệm, Jin Mo và Seong U liền đến phòng Sua lục soát. Hai người tìm thấy một bức ảnh của Sua và một người bạn tên Lee Jong-ju. Ngoài ra còn có một vài gói thuốc kỳ lạ.
Seong-u đoán sự mất tích của Su-a có liên quan đến Jeon-ju. Bên này Sera quả nhiên đang đi tìm Su-a. Cô đến chỗ Su-a làm thêm để hỏi thăm. Quản lý nói Su-a vừa đến tìm ông để ứng lương. Nghe vậy Sera vội chạy ra bên ngoài. Vừa hay nhìn thấy Su-a bị một nhóm người bắt cóc. Trong lúc hoảng loạn Sera muốn gọi điện cho cảnh sát Han nhưng điện thoại của đối phương không kết nối được. Lúc này xe của Seong-u đi tới trước mặt cô. Sera lập tức ngồi lên xe bắt đầu đuổi theo chiếc xe của bọn bắt cóc. Su-a được đưa vào một nhà máy bỏ hoang. Tại đây một nhóm côn đồ đang khống chế Jeon-ju. Chúng đe dọa Su-a phải trả nợ thay Jeon-ju. Hóa ra Jeon-ju là một con nghiện vì không có tiền trả nợ nên bị bọn chúng khống chế. Su-a đã gom đủ 10 triệu won giao cho bọn chúng, nhưng đối phương lại nói không đủ, vẫn còn tiền lãi phải trả. Su-a không có cách nào trả nợ nên cũng bị bọn chúng trói lại. Lúc này Seong-u và Sera cũng đã chạy tới bên ngoài nhà xưởng. Seong-u bảo Sera không nên hoảng loạn, phải làm theo kế hoạch của anh để cứu Su-a. Sau đó Seong-u cải trang thành người giao đồ ăn thả bom khói ở cửa trước. Nhân cơ hội đó Sera lẻn vào cửa sau cứu em gái. Nhưng tới khi giải cứu Jeon-ju, Su-a lại bị tên côn đồ bắt được. Hai người Seong-u và Sera cũng bị chúng phát hiện, tình hình rơi vào bế tắc. Lúc này chỉ có Jin-mo mới có thể đến giải cứu bọn họ. Rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng còi báo động, cánh cổng đã được mở ra. Một đội đặc cảnh được trang bị tốt xuất hiện làm đám côn đồ sợ hãi vội bỏ đi. Nhưng nhìn kỹ mới thấy trong đội ngoại trừ Jin-mo là người thật, những người còn lại toàn là mô hình. Đám côn đồ vội vàng đưa theo Jeon-ju và Su-a bỏ chạy. Hắn vẫn rất tỉnh táo khi kịp thời rút chìa khóa xe của Jin-mo. Sera và Seong-u không thể lái xe chỉ có thể chạy đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn Sera dùng siêu thị lực đuổi theo xe của chúng, nhưng do quá lạm dụng cuối cùng vì mệt mỏi mà ngất xỉu. Ngay trước khi ngã xuống đất Seong-u kịp ôm lấy Sera. Sau khi Sera được đưa vào bệnh viện vừa tỉnh dậy đã muốn đi tìm Su-a. Seong-u thấy cô như vậy cũng cạn lời. Nếu không thể tìm được Su-a thì Sera không thể tiếp tục giúp anh theo dõi vụ án. Vì vậy Seong-u và Jin-mo coi việc tìm kiếm Su-a là mục tiêu hàng đầu hiện nay. Họ cần giải quyết những rắc rối của Sera trước. Jin-mo điều tra các viên thuốc nhỏ thu được từ ký túc xá của Su-a, phát hiện đây là một loại ma túy mới rất phổ biến. Gần đây, Jin-mo cũng điều tra tung tích của Su-a và Jeon-ju, khoanh tròn phạm vi hoạt động của người bán thuốc trên bản đồ. Sau đó hai người quyết định chạy tới quán ba đối phương thường xuyên lui tới. Lần này Seong-u và Jin-mo còn dẫn theo Sera và Na-hi. Họ biến thành những học sinh trung học ngây thơ đi đến quán ba. Bốn người hòa vào đám đông vui vẻ chơi đùa. Seong-u thỉnh thoảng thể hiện mình giàu để bóng gió hỏi thăm về người bán thuốc. Rất nhanh một vài tên côn đồ xuất hiện, giả vờ đàm phán với Seong-u. Khi sắp đạt được giao dịch, tên côn đồ bất ngờ lộ nguyên hình. Hắn sai đàn em trói Sera đưa ra ngoài. Hóa ra hắn chính là kẻ đã bắt cóc Su-a. Hắn sớm đã nhớ rõ khuôn mặt của Seong-u. Tên côn đồ vốn tưởng rằng bọn họ chỉ có 4 người hành động nên không quan tâm. Ai ngờ chỉ một giây sau, tất cả học sinh trên sàn nhảy đều lấy ra súng bắn đạn bi, đồng loạt bắn về phía đám côn đồ. Họ còn dùng lưới đánh cá tóm hết chúng lại. Đúng là người có tiền có khác. Không ngờ Seong-u đã bao quán bar này một ngày, sau đó đưa người của mình vào để diễn vở kịch này. Cuối cùng họ cũng đã tìm được nơi bắt nhốt Jeon-ju và Su-a. Trước khi đi, Seong-u còn nhắc nhở đám côn đồ lát sẽ có người tới chịu trách nhiệm xử lý họ. Sau đó bốn người vô cùng ngầu lòi rời khỏi quán bar. Cảnh sát Han sau khi nhận được báo cáo nặc danh liền bước vào quán bar. Bọn côn đồ lập tức gọi anh tới cởi trói, nhưng cảnh sát Han đã thấy tang vật trên mặt đất, đã vậy còn có máy quay do Seong-u để lại. Anh nói ra một câu khiến bọn chúng hoàn toàn tuyệt vọng: "Tôi là cảnh sát đây." Đêm đó Seong-u và Sera tìm được nơi giam giữ Su-a và Jeon-ju. Họ đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Sau khi hành động kết thúc, bốn người đến quán rượu chúc mừng. Đây là lần đầu tiên Na-hi tham gia hành động. Bất giác quan hệ giữa Na-hi và Jin-mo cũng trở nên thân thiết hơn. Trong bữa tiệc, Sera nhận được điện thoại của Su-a. Cô chuẩn bị đứng dậy đi đến bệnh viện. Trước khi đi, Sera nhìn thấy vết thương trên khuỷu tay Seong-u. Nhớ lại hôm đó trên đường núi anh vì đỡ cô mà bị thương. Sera trong lòng nảy sinh cảm giác áy náy. Cô nhanh chóng lấy băng gâu dán cho anh. Seong-u được Sera đối xử nhẹ nhàng, trái tim đột nhiên cảm thấy ấm áp. Anh hỏi cô nếu dùng siêu thị lực quá mức cô sẽ ngất xỉu hay sao. Sera gật đầu nói rằng đó là tác dụng phụ. Sau khi sử dụng, Seong-u lập tức bảo Sera sau này không được tùy tiện hành động, mọi việc phải được anh đồng ý trước. Sera đồng ý cũng không quên cảm ơn Seong-u vì đã quan tâm tới mình. Ban đêm Sera ngủ cạnh giường bệnh của Su-a. Vừa nhắm mắt lại, Sera lại nhớ tới thời thơ ấu của mình. Sera đã tận mắt chứng kiến vụ việc đau đớn đó. Ngày hôm sau, Seong-u và Jin-mo vạch ra kế hoạch tác chiến mới. Đó chính là sắp xếp Sera vào tập đoàn Eungang trở thành thư ký của Tae-jun. Hai người muốn lợi dụng chức vụ của Sera tìm hiểu về bí mật của Tae-jun về chiếc vòng cổ quý giá kia. Rất nhanh Sera đã nhận được chức thư ký. Khi Sera cầm tờ tạp chí có ảnh của Tae-jun mới phát hiện người đàn ông này chính là người mình đã đổ cả xô đá lên đầu trong quán bar. Sera vội vàng gọi điện cho Seong-u nói rằng mình và Tae-jun có thù oán cá nhân. Điều này không tốt cho việc nằm vùng. Seong-u lại an ủi Sera rằng không có vấn đề gì. Sera đêm đó đẹp như một nàng tiên, vô cùng khác biệt với ngày thường. Tae-jun nhất định không nhận ra. Seong-u còn dặn dò Sera lắp máy nghe lén tại văn phòng của Tae-jun. Seong-u cảm thấy người đàn ông bí ẩn bao nuôi à ra chính là Tae-jun. Sau đó Sera đến văn phòng của Tae-jun. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy nơi thích hợp nhất để cài máy nghe lén. Khi Sera vừa lắp đặt xong thì Tae-jun đi tới. Sera vội vàng giải thích mình đang dọn dẹp.
Tae Jun dường như không có bất kỳ ấn tượng nào về Sera. Sau khi hỏi tên liền để cô rời đi, trong lòng Sera mừng thầm. Có vẻ công việc này không khó như cô tưởng. Tuy nhiên sự thật nhanh chóng giáng cho cô một đòn. Sera vì không quen công việc 5 lần 7 lượt làm cho Tae Jun điên máu. Hắn đối với cô rất không hài lòng, thậm chí còn yêu cầu đổi thư ký. Nhưng hiện tại căn bản không có ai đồng ý làm thư ký cho hắn. Thư ký kim thư ký cũ của Tae Jun khuyên hắn nên bỏ bớt cái tính nóng nảy của mình, tạm thời giữ Sera ở bên cạnh. Trước khi rời đi, thư ký kim không quên dặn dò Sera một số điều cần lưu ý. Trong phòng trà, các đồng nghiệp khác rất thông cảm với những gì đã xảy ra với Sera. Bởi vì Tae Jun nổi tiếng trong công ty với biệt danh là Kang Khủng, hắn từng đuổi không ít thư ký. Chỉ có thư ký kim ở bên cạnh hắn lâu nhất. Nói về thư ký kim thì anh có vẻ cũng rất nổi tiếng trong công ty. Thư ký kim có khả năng làm việc xuất sắc và tính tình hòa nhã. Chính vì vậy anh giành được sự yêu mến của các nhân viên nữ. Bên này Seong U đang quan sát tình hình trong văn phòng Tae Jun. Sau khi nghe được thư ký kim nói chuyện với hắn, anh đột nhiên phát hiện ra Tae Jun chỉ là một cái bình hoa. Tất cả các công việc của hắn trên thực tế đều do thư ký kim đảm nhận, mà thư ký kim trực tiếp nghe lệnh của phó chủ tịch. Thư ký kim chịu trách nhiệm về việc kiềm chế hành vi của Tae Jun. Thế là Seong U lập tức liên lạc với Jin Mo yêu cầu anh lắp đặt thiết bị theo dõi trên xe của Tae Jun. Jin Mo đồng ý, nhưng sau khi cài đặt xong liền để lại công việc tiếp theo cho Seong U. Khi Tae Jun và thư ký kim chuẩn bị rời khỏi công ty, Seong U đành phải tự mình đi theo họ đến quán bar. Anh đã mua chuộc phục vụ cài máy nghe lén bên dưới khay hoa quả. Sau đó anh trốn ở phòng bên cạnh theo dõi tình hình của Tae Jun. Tại đây Tae Jun hẹn gặp nữ diễn viên đêm đó đã dẫn Sera vào quán bar. Hắn muốn tìm kiếm cô gái đeo vòng cổ kim cương đó. Tae Jun xem ảnh tự sướng của nữ diễn viên, cố phóng to mặt của Sera lên, nhưng vì ảnh quá mơ hồ nên nhất thời hắn cũng không nghĩ đó là Sera. Sau đó hắn ra lệnh cho thư ký kim tìm cô gái này. Seong U đang nghe lén cảm thấy rất kinh ngạc. Anh lo lắng Tae Jun sẽ tìm ra danh tính của Sera. Khi Tae Jun rời khỏi quán bar lại bất ngờ gặp Seong U ở đại sảnh. Hắn không khỏi hoài nghi Seong U đang theo dõi mình. Seong U cũng có chút chột dạ, nhanh chóng giải thích mình có hẹn ở đây. Tae Jun căn bản không tin, dứt khoát tiếp tục ngồi xuống. Hắn muốn chờ xem Seong U có hẹn với ai. Seong U đành phải gọi điện thoại cho trưởng phòng Hong cầu cứu. Ai ngờ vừa mới kết nối trưởng phòng Hong cùng một nhóm nhân viên công ty bước vào quán bar. Lúc này Tae Jun mới tin Seong U thật sự có hẹn. Hóa ra tối nay là tiệc chào mừng người mới. Trưởng phòng Hong cùng nhân viên tập tụ ăn uống, Sera cũng nằm trong số đó. Nhìn thấy thư ký kim, mấy nữ nhân viên đều rất phấn khích. Họ nhiệt tình mời Tae Jun và thư ký kim tham gia bữa tiệc. Sau vài chén rượu mọi người đều đã say, Tae Jun đề xuất chơi trò chơi ngôn ngữ đơn giản. Ai ngờ lại trở thành một màn tự nhục. Tất cả nhân viên đều gọi biệt danh Kang Khủng của anh ta. Họ còn bảo anh ta bớt bẩn tính đi một chút. Sau đó nhân viên lại quay sang dành những lời ngon ngọt cho thư ký kim. Họ nhiệt tình hỏi anh có bạn gái hay chưa, và các câu hỏi riêng tư khác. Điều này khiến Tae Jun tỏ thái độ không hài lòng với thư ký kim. Lần thay đổi cảm xúc này bị Seong U nhạy bén nhận ra. Thư ký kim sau khi tiễn Tae Jun thì muốn đưa Sera về nhà. Khi tiệm bánh của Na Hi khai trương, anh đã từng gặp Sera ở đó. Nhưng Sera đã lịch sự từ chối thư ký kim, một mình lảo đảo đi bộ về nhà. Seong U không yên tâm lái xe đi theo phía sau Sera cho đến khi nhìn thấy cô đến trạm xe buýt cởi giày ra và ngủ trên băng ghế. Sera nhầm tưởng rằng mình đang ở nhà. Seong U không thể nhìn được nữa. Anh xuống xe cõng Sera về nhà. Dọc đường đi Sera không ngừng lải nhải gọi Seong U là kẻ điên. Cô oán giận anh đưa mình đến bên cạnh Tae Jun để phải chịu khổ. Seong U cười khổ, chờ ngày mai cô tỉnh rồi anh mới tính sổ. Đúng lúc Seong U chuẩn bị rời khỏi nhà Sera thì cảnh sát Han lại gõ cửa bên ngoài. Sera theo bản năng đứng dậy nhưng đã bị Seong U ôm chặt. Nhìn gương mặt Seong U gần trong gang tấc, Sera cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn say. Cũng may cơn buồn ngủ lại ập đến, cô nghiêng đầu rồi ngủ thiếp đi. Cảnh sát Han thấy Sera mãi không mở cửa liền bắt đầu ấn khóa mật mã. Tình huống khẩn cấp, Seong U đành phải trốn vào trong tủ quần áo. Sau khi vào cửa, cảnh sát Han thấy Sera say bất tỉnh nhân sự nên cũng không làm phiền nữa, xoay người rời đi. Seong U lúc này mới rón rén rời đi. Sáng hôm sau, Sera thức dậy mới nghĩ xem hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Cô chợt nhớ lại mình đã ngủ ở trạm xe buýt sau đó được Seong U cõng về. Mặt Sera đột nhiên đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Bên này Seong U cũng đang nghĩ có lẽ công ty nên cấm nhân viên tụ tập sau giờ làm việc, bởi vì anh thực sự không biết những người sau khi say rượu sẽ làm những gì. Sau khi đi làm, Seong U gửi tin nhắn cho Sera bảo cô sao chép những thứ trong điện thoại của Tae Jun. Sera nhíu mày gọi điện cho Seong U. Tae Jun cả ngày cũng không rời điện thoại nửa bước, rất khó để ăn cắp điện thoại của anh ta. Đột nhiên Seong U chuyển đề tài nói đến hôm qua Sera say rượu đã làm gì đó với mình. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ lại ập đến với Sera. Cô lập tức cắt ngang lời Seong U, dứt khoát đồng ý nhiệm vụ này. Lúc này phó chủ tịch đột nhiên tức giận xông vào văn phòng của Tae Jun. Khi đi ngang qua Sera, ông còn cố ý dặn dò không cho bất cứ ai vào phòng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền ra tiếng phó chủ tịch đánh con trai. Hóa ra phó chủ tịch đã phát hiện chuyện Tae Jun âm thầm biển thủ tiền của công ty. Tae Jun làm vậy cũng chỉ vì không muốn để Seong U thoải mái tiếp quản công ty. Phó chủ tịch chỉ cảm thấy cách làm của Tae Jun vừa ngây thơ lại vừa ngu xuẩn. Ông ra lệnh cho Tae Jun sau này không cần làm gì cả, chỉ cần làm theo lời của thư ký Kim thôi là đủ rồi. Bên này Seong U đang rất thích thú xem cuộc xung đột giữa hai cha con nhà này. Ai ngờ Sera đột nhiên đi vào thông báo đến giờ Tae Jun sắp phải đi. Hành động này khiến phó chủ tịch không hài lòng.
nhưng ông chỉ cảnh cáo Sera phải biết giữ mồm giữ miệng, sau đó xoay người rời đi. Tae-jun cũng bắt đầu khiển trách Sera. Tôi làm gì, có lịch trình gì? Sera trả lời quản lý Kim sắp tới nên cô không muốn Tae-jun bị khó xử. Tuy nhiên những lời này càng khiến Tae-jun tức giận hơn. Anh cảm thấy cô đang thương hại mình. Khi quản lý Kim đến, Tae-jun túm cổ áo anh lệnh cho anh phải hẹn được ai đó. Không lâu sau, Tae-jun vội vã rời khỏi văn phòng. Anh cũng không quên dặn Sera hủy bỏ tất cả lịch trình buổi chiều. Lúc này Sera đột nhiên cầm hai cái tam bông đuổi theo Tae-jun. Sera đi vào thang máy với Tae-jun. Tae-jun vẻ mặt chán ghét quát lớn để Sera đi ra ngoài. Lúc này Seong-u xuất hiện làm ra vẻ muốn đi thang máy. Sera mắt lẹ mắt nhanh chân dẫm vào giày của Seong-u để đuổi anh ra ngoài. Tae-jun bị sốc trước cảnh này. Sau đó Sera lấy tam bông ra giúp Tae-jun lau vết thương trên mặt. Cô nói một cách thân mật rằng mình là thư ký cho nên trách nhiệm lớn nhất là giữ bí mật, không để cho người ngoài nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của sếp. Lòng tốt của Sera cùng với hành động vừa rồi với Seong-u làm cho Tae-jun trong lòng vô cùng thoải mái. Tae-jun vẫy tay muốn đưa theo Sera cùng ra ngoài. Tae-jun cũng nói sau này có việc ra ngoài sẽ để Sera đi cùng. Tae-jun đặt một bàn thức ăn ngon tại một nhà hàng Trung Quốc. Anh muốn cảm ơn Sera đã giúp mình xua tan nỗi bực bội, chữa lành chứng chán ăn của mình. Nói xong liền bảo Sera cùng ăn. Ai ngờ Sera vừa cầm đũa lại vô tình làm bẩn áo của anh ta. Tae-jun đưa chìa khóa xe cho cô, bảo cô xuống xe lấy áo khác cho mình. Sera vừa ra xe thì Seong-u liền đi tới đưa cho cô công cụ để sao chép điện thoại. Anh muốn cô hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị dẫm vào chân. Sera cầm áo sơ mi trở lại phòng vừa hay gặp Tae-jun đi rửa tay. Điện thoại của anh ta được đặt trên bàn. Thế là cô lập tức bắt đầu hành động. Vừa nãy Sera đã dùng siêu thị lực quan sát mật khẩu của Tae-jun. Sau khi mở khóa, Sera bắt đầu sao chép tài liệu. Nhưng khi sắp hoàn thành, Seong-u thông qua giám sát nhìn thấy Tae-jun đang trên đường trở về. Seong-u liền vội vàng nhắc nhở Sera phải cẩn thận. Sera hoảng loạn vội giấu điện thoại dưới hộp áo sơ mi cố gắng sao chép phần cuối cùng. Sau đó Sera khéo léo rút ra công cụ sao chép, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tae-jun không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ là trước khi ăn, Tae-jun đã nói ra một nghi hoặc. Hình như trước đó Tae-jun đã từng gặp Sera ở đâu đó. Sera lập tức cười cho có lệ, nói rằng mình có gương mặt phổ thông. Một lát sau, Tae-jun nhìn thời gian rồi giục Sera rời đi. Anh còn có một cuộc hẹn ở nơi khác. Bên này Seong-u và Jin-mo đã đồng bộ hóa điện thoại của Tae-jun. Jin-mo phát hiện Tae-jun sau đó sẽ đến một nhà hàng Trung Quốc khác. Người Tae-jun muốn gặp là Wang Ji-sun, một nhà phát triển phần mềm tài năng trong ngành. Có vẻ như Tae-jun đang muốn đánh cắp kết quả AND của công ty. Để ngăn chặn kế hoạch của Tae-jun, ba người một lần nữa thay đổi trang phục. Sera hóa thân thành mỹ nữ sườn xám của làng giải trí. Còn Seong-u và Jin-mo là những doanh nhân mẫu mực. Họ đã tạo ra hai căn phòng hoàn toàn khác biệt nhưng có cùng một cái tên. Mục đích là để tách Tae-jun và Ji-sun. Seong-u đi gặp Ji-sun ra vẻ mình là người của bộ phận giám sát bên tập đoàn Eungang. Gần đây tập đoàn Eungang đã phát hiện Tae-jun và Ji-sun đang lên kế hoạch cho chuyện gì đó. Nếu Ji-sun kịp thời dừng lại chuyện này sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Bên này Jin-mo đóng giả làm nhân viên bộ phận giám sát của công ty H tới cảnh báo Tae-jun rằng dạo gần đây Ji-sun đang bị công ty điều tra. Anh hy vọng hai người dừng việc hợp tác bất hợp pháp. Sau lần này Tae-jun và Ji-sun đều lo lắng sợ hãi tức giận rời khỏi nhà hàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba người Seong-u bày ra cử chỉ chiến thắng. Ai ngờ cảnh tượng này lại bị thư ký Kim ngồi ở đại sảnh chụp lại. Tối đó phó chủ tịch sắp xếp cho Seong-u một buổi xem mắt. Đối phương là Jang Jumi, thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn. Jumi có vẻ rất là ngưỡng mộ Seong-u, cũng rất thích buổi hẹn hò xem mắt này. Thế nhưng Seong-u lại đứng ngồi không yên. Seong-u vội vàng cầu cứu Jin-mo, muốn Jin-mo gọi ai đó đến phá hỏng buổi xem mắt. Người duy nhất Jin-mo có thể nghĩ đến là Sera. Nghĩ tới lần trước Seong-u đã cứu Su-a cho nên Sera đã mềm lòng đồng ý. Sera đi đến nhà hàng bắt đầu thực hiện kế hoạch phá hoại. Thân phận của Sera là bạn gái bí mật của Seong-u. Vừa ngồi xuống, cả hai đã nắm lấy tay nhau cho Jumi ăn cơm chó no nê. Quả nhiên Jumi cảm thấy không thoải mái, bực mình đứng dậy bỏ đi. Đúng lúc này Sera bất ngờ nhìn thấy trưởng phòng Hong đang ở cách đó không xa. Rõ ràng trưởng phòng Hong đang theo dõi cuộc hẹn của Seong-u. Hiện giờ đã đối phó được với Jumi nhưng Seong-u muốn diễn thêm một vở kịch để sau này bọn họ không tự ý sắp xếp xem mắt cho mình nữa. Sau đó Seong-u lấy kính râm đeo cho Sera rồi ôm cô đi đến phòng khách sạn của mình. Đợi đến khi trưởng phòng Hong rời đi mới yên tâm. Seong-u không sống ở nhà, thay vào đó anh sống trong căn hộ sang trọng này. Sera gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Dù sao cũng hơn là sống một mình trong căn phòng trống rỗng. Lúc này bụng của Sera đột nhiên réo lên. Seong-u vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Sera nên đã mời cô đi ăn tối. Ai biết rằng thứ Sera muốn ăn cũng không phải sơn hào hải vị gì mà chỉ là tteokbokki bình thường. Thư ký Kim cũng biết được chuyện Seong-u và Jumi xem mắt nên đã đến nhà hàng theo dõi. Nhưng anh lại tình cờ phát hiện Sera cũng xuất hiện ở đó. Đã vậy Sera còn vô cùng thân mật với Seong-u. Thư ký Kim lập tức báo cáo sự việc cho Tae-jun. Anh nghi ngờ Sera là do Seong-u phái tới bên cạnh Tae-jun. Tae-jun cau mày yêu cầu thư ký Kim đi điều tra tất cả các thông tin của Sera. Sau khi ăn uống no say, Sera ngồi trên sofa tán gẫu với Seong-u. Sera cũng nhắc đến việc ở trong thang máy cô đã lau vết thương cho Tae-jun. Seong-u dặn Sera sau này không được làm những hành vi gây hiểu lầm như vậy. Nhưng Sera lại nghĩ phải làm vậy mới có được sự tin tưởng của đối phương. Nhìn gương mặt vô tội của Sera, Seong-u cũng chẳng biết nói gì.
Seong-woo không có cách nào thành thật nói ra việc mình không muốn Sera dịu dàng với Tae-jun. Nguyên nhân chính là vì Seong-woo đang ghen tuông. Không lâu sau, Sera ăn no liền ngủ say. Seong-woo liền bế cô lên giường ngủ, còn mình thì ngủ trên ghế sofa. Tuy nhiên khi mở mắt thức dậy, Seong-woo bất ngờ phát hiện mình và Sera đang ngủ chung giường. Lúc này trưởng phòng Hong đột nhiên gọi tới. Sera trong tiềm thức cho rằng đó là cuộc gọi của mình, mơ màng mở mắt ra với lấy điện thoại. Cô lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tỉnh ngủ. Seong-woo vội vàng giải thích cho Sera chuyện tối hôm qua. Anh cũng tuyệt đối đảm bảo hai người không có vượt qua giới hạn. Hôm qua Sera ăn no liền đi ngủ, Seong-woo đành phải ôm cô lên giường. Còn anh vốn ngủ ở sofa, nhưng sau khi đi vệ sinh lúc nửa đêm, anh theo thói quen đi về giường ngủ. Sera gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Seong-woo, nhưng Sera lại bắt đầu hoang mang vì đã đi làm muộn. Lúc này Seong-woo đã có một cách. Chờ Sera ăn mặc chỉnh tề liền theo Seong-woo đi qua lối đi bí mật từ phòng riêng của họ vào công ty. Sau khi tiễn Sera đi, Seong-woo quay đầu nhìn thấy trưởng phòng Hong. Trưởng phòng Hong mang đến một tin xấu. Ai đó đã đăng một bài tố cáo nội bộ trong diễn đàn công ty. Seong-woo liền bảo Jin-mo điều tra. Jin-mo phát hiện người đăng bài chính là quản lý Kim cấp dưới từng bị Tae-jun ức hiếp. Việc cấp bách trước mắt là lập tức tìm được quản lý Kim. Sau khi điều tra, Seong-woo phát hiện quản lý Kim vẫn còn trong công ty. Thế nhưng Seong-woo lại không tìm thấy bóng dáng anh ta ở nơi nào. Bên này Tae-jun đang trên đường đi làm, đọc đi đọc lại sơ yếu lý lịch của Sera. Càng nhìn Tae-jun càng cảm thấy Sera rất quen mắt, cho đến khi một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Tae-jun lấy ra hình ảnh người phụ nữ quán bar để so sánh. Cuối cùng Tae-jun xác nhận Sera chính là người phụ nữ đã rời đi cùng Seong-woo. Ngày hôm đó, mà Seong-woo nghe lén qua điện thoại của Tae-jun biết được anh ta đã phát hiện ra thân phận của Sera. Seong-woo ngay lập tức cải trang thành nhân viên dọn dẹp, dùng thùng rác lén chuyển Sera đi. Sau đó hai người trốn vào nhà vệ sinh. Seong-woo bảo Sera thay quần áo của nhân viên dọn dẹp. Hiện giờ thân phận của Sera đã bị lộ, không thích hợp làm thư ký ngầm nữa. Họ đành phải bắt đầu một kế hoạch mới. Hai người đẩy xe dọn dẹp đến văn phòng của quản lý Kim tìm kiếm các tài liệu của anh ta, đồng thời sao chép dữ liệu máy tính. Chỉ chốc lát sau, thư ký Kim cũng đi vào. Thấy vậy, hai người vội vàng trốn vào một căn phòng nghe lén cuộc nói chuyện giữa thư ký Kim và nhân viên. Nhờ đó hai người biết được tin khoảng 10 giờ tối qua, sau khi đăng tải bài tố cáo, quản lý Kim đã mất tích. Nhưng Seong-woo lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh nhìn thấy manh mối từ tách cà phê trên bàn của quản lý Kim. Vị trí đặt cốc là thói quen của người thuận tay trái, tuy nhiên quản lý Kim lại thuận tay phải. Sera cũng cung cấp một manh mối khá quan trọng. Cô dùng siêu thị lực nhìn vào trong cốc, phát hiện ở viền cốc có một thứ bột gì đó rất lạ. Rất có thể quản lý Kim đã bị người ta hạ thuốc mê rồi bắt cóc. Ngoài ra hai người cũng phát hiện thêm hai nhân viên văn phòng vô cùng đáng ngờ. Hai người này lần lượt là Ji Hyun và Lee Jun. Seong-woo phát hiện cây bút của quản lý Kim được vứt trong thùng rác của Ji Hyun. Hơn nữa Ji Hyun cũng là người cuối cùng quản lý Kim nhìn thấy trước khi mất tích. Bên này Jin Mo cũng phát hiện quản lý Kim quanh năm chèn ép Ji Hyun. Không những vậy, hắn còn thay đổi báo cáo Ji Hyun đã viết thành tên mình rồi nộp lên trên. Hai người còn chưa xong việc đã bị trưởng bộ phận vệ sinh sai đi dọn dẹp khắp nơi. Sau khi dọn dẹp nhà vệ sinh, nam buổi chiều còn phải đi dọn dẹp hiện trường, buổi họp báo. Tới giờ nghỉ trưa, hai người đi vào phòng nghỉ của nhân viên dọn dẹp. Tại đây có rất nhiều camera chạy bằng cơ, mức độ tập trung buôn chuyện cũng sẽ tăng lên. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, mấy gì bắt đầu nói về chuyện quản lý Kim mất tích. Bọn họ còn nói thẳng quản lý Kim là một kẻ xấu xa ghê tởm. Jin Mo đã theo dõi hành động của Tae-jun, phát hiện khi quản lý Kim mất tích, người lo lắng nhất là anh ta, bởi vì trong tay quản lý Kim có chứng cứ Tae-jun chiếm đoạt tiền của công ty. Nếu để phó chủ tịch phát hiện thì sẽ là một vấn đề lớn. Tae-jun tức giận nhặt đồ trên bàn ném vào tường, kết quả ném trúng camera giấu kín, ống kính bị nghiêng sang một bên. Mắt thấy camera sắp rơi xuống, Jin Mo lập tức gọi Seong-woo và Sera tới, nhưng cả hai đều không trả lời. Vì thế Jin Mo phải tự mình ra tay. Jin Mo ăn mặc như một nhân viên của bộ phận hỗ trợ, nói dối rằng mình đã nhận được lệnh của Tae-jun đến sửa máy tính. Thư ký cũng biết rõ tính khí nóng nảy của Tae-jun nên không dám hỏi nhiều, chỉ có thể để cho Jin Mo đi vào văn phòng. Sau khi Jin Mo cài lại camera, lại nghe thấy giọng nói của thư ký Kim bên ngoài cửa. Jin Mo lập tức hoảng hốt. Nhưng thời điểm quan trọng, Na-hee đã đến cứu viện. Hôm nay Na-hee phải giao bánh cho khách hàng. Tại đại sảnh thấy Jin Mo vội vàng đi qua, Na-hee liền lo lắng đi theo. Na-hee giả vờ làm đổ nước thu hút sự chú ý của thư ký Kim, giúp Jin Mo lẻn ra khỏi cửa lớn. Sau giờ nghỉ trưa, Seong-woo và Sera đến hiện trường buổi họp báo để quét dọn. Lấy kinh nghiệm từ mấy bà dì, Seong-woo bảo Sera nghe trộm tin tức nơi mấy người phụ nữ tụ tập. Lúc này một người đàn ông lạ mặt đội mũ, cúi đầu vội vàng đi ngang qua. Seong-woo về phía hắn đứng. Trên mặt đất rõ ràng đặt một bộ đồ con gấu. Sera đi vào trong phòng trà, nghe thấy các nữ nhân viên mắng quản lý Kim. Họ nói rằng quản lý Kim thường xuyên cầm một cây bút vừa nhục mạ vừa chọc vào vai nhân viên, vô cùng xúc phạm. Người thường xuyên bị quản lý Kim bắt nạt nhất chính là Lee Jun. Sera thông qua bộ đàm nói với Seong-woo những gì mình nghe được. Sera suy đoán rất có thể quản lý Kim đã bị Ji Hyun và Lee Jun bắt cóc. Ai ngờ vừa dứt lời, Seong-woo liền nhìn thấy Tae-jun đang điên cuồng tìm kiếm Sera. Seong-woo ngay lập tức nhắc nhở Sera mau trốn đi, nhưng vẫn không kịp, Sera đã bị Tae-jun nhìn thấy. Sera vội vã quay đầu chạy đi, nhưng chạy vào tận nhà vệ sinh rồi mà Tae-jun vẫn không buông tha. Thì ra Tae-jun vẫn không bỏ qua cho Sera. Qua camera, Tae-jun phát hiện Sera hiện đang cải trang thành một nhân viên dọn dẹp. Vì vậy Tae-jun mới hùng hổ đi theo Sera.
Cũng may trong thời điểm quan trọng, Seong U đã ra tay cứu giúp. Sau khi đánh Tae-jun ngất xỉu, họ nhét anh ta vào một buồng vệ sinh còn cẩn thận dán giấy sửa chữa ở cửa buồng. Vừa xử lý xong Tae-jun, hai người đi vào đại sảnh lại bị trưởng phòng vệ sinh gọi lại. Hóa ra ông vừa nhận được tin hôm nay công ty vệ sinh không cử người đến dọn dẹp. Ông nghi ngờ hỏi hai người công ty của hai người tên là gì. Seong U và Sera ấp úng không nói nên lời. Lúc này trưởng phòng Hong đi ngang qua, liếc mắt một cái đã nhận ra Seong U. Trưởng phòng Hong giải thích với trưởng phòng vệ sinh rằng hai người là nhân viên vệ sinh đặc biệt do văn phòng thư ký gọi tới. Trưởng phòng Hong rất lo lắng cho Seong U, muốn biết rốt cuộc anh đang làm gì. Seong U không có thời gian để giải thích. Anh hỏi trưởng phòng Hong thời gian trước bộ phận thanh tra của công ty có nhận được tố cáo về quản lý Kim không. Trưởng phòng Hong trả lời đúng là có chuyện đó, nhưng quản lý Kim là người tố giác. Người mà quản lý Kim tố cáo là trưởng bộ phận Ji-son trong công ty. Hiện tại Ji-son đã nghỉ việc. Sau khi thu thập được một loạt các manh mối, trong đầu Seong U chợt lóe lên một ý tưởng. Seong U và Sera cởi bỏ lớp ngụy trang chuẩn bị tìm ra nơi ẩn náu của quản lý Kim. Hai người đến hiện trường buổi họp báo, tìm cớ đuổi nhân viên dọn dẹp đi chỗ khác. Thế nhưng họ lại gọi người cố ý che mặt lại bởi vì người này chính là Ji-son. Seong U cũng từng nghe nói về Ji-son. Cô là một nhân viên có năng lực, vì vậy tố cáo kia chỉ là thủ đoạn mà quản lý Kim cố tình gài bẫy cô. Ji-son bị buộc phải từ chức không nuốt nổi cơn giận này. Lúc này Ji-son mới bày ra kế hoạch bắt cóc quản lý Kim. Sau khi cho quản lý Kim uống thuốc mê, Ji-son liền giấu hắn trong một chiếc hộp lớn. Bài tố cáo nội bộ kia cũng do Ji-son gửi đi. Seong U nói với Ji-son một sự thật. Thật ra Lee Jun và Ji-hyun cũng phát hiện ra kế hoạch của cô, nhưng họ đã chủ động giúp cô che giấu, bởi vì ba người đều là nạn nhân của quản lý Kim. Ji-son thấy kế hoạch của mình đã bị Seong U nhìn thấu, sẵn sàng chấp nhận hình phạt, nhưng Seong U cũng không có ý định trừng phạt. Thay vào đó, Seong U chủ động xin lỗi ba người phụ nữ. Anh hứa sẽ đích thân điều tra tin đồn tham nhũng của quản lý Kim và Tae-jun. Seong U cũng mong ba người sẽ giúp đỡ anh. Khi Seong U mở hộp ra, nhìn thấy quản lý Kim đang ngủ ngon lành cành đào. Quản lý Kim vừa tỉnh lại, Seong U liền bảo hắn giao nộp chứng cứ Tae-jun tham ô biển thủ công quỹ. Quản lý Kim không có cách nào, đành phải đem chứng cứ trong tay mình giao cho Seong U. Lúc này Tae-jun đang ngồi trong nhà vệ sinh cũng đã tỉnh dậy, bị đội cái đầu gấu to tướng trên đầu, Tae-jun lao ra khỏi phòng như điên. Nhân viên nữ tưởng Tae-jun là biến thái liền vây xung quanh đánh đập. Điều này làm cho Tae-jun càng thêm tức giận. Thấy quản lý Kim bị cảnh sát đưa đi, Tae-jun và thư ký Kim lập tức cắt đứt quan hệ, phân rõ giới hạn với anh ta. Cuối cùng Tae-jun cũng đã tìm được Sera, đang định dạy dỗ cô thật tốt thì bị Seong U gọi đi. Hai người đến văn phòng Seong U, quyết định đem tất cả ra chất vấn Tae-jun, bao gồm cả việc cố gắng tiễn à ra về nơi chín suối và bí mật về sợi dây chuyền đắt giá kia. Sau khi bị Seong U chất vấn, Tae-jun càng cảm thấy không cam lòng. Hai người cãi nhau một trận rồi rời đi. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Sera muốn cùng Seong U đi ăn tối để chúc mừng. Hai người liền dẫn nhau tới một quán thịt nướng. Sau khi ăn uống no say, trên đường về nhà Seong U phát hiện có người đang bám đuôi họ. Seong U lập tức bảo Sera đi về nhà trước, nhưng Sera cũng không nghe lời, lặng lẽ đi theo sau nhóm người mặc đồ đen đang rình rập con cá mập. Seong U và đám người đó đánh nhau, bọn chúng quá đông, Seong U không đánh lại được. Cuối cùng Seong U bị đối phương đâm vào bụng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sera lo lắng vội vàng chạy tới, nhưng Sera còn chưa chạy tới nơi, Seong U đã bị bọn chúng nhét vào trong xe rồi đưa đi. Sera vội vàng bắt xe taxi theo sát phía sau, đồng thời cô cũng gọi cho Jin-mo cầu cứu. Lúc này Jin-mo và Na-hi đang có một buổi hẹn hò lãng mạn. Nghe tin Seong U bị đánh rồi đưa đi nơi khác, Jin-mo lập tức triển khai hành động. Na-hi cũng khăng khăng muốn đi theo giúp đỡ, hơn nữa Na-hi còn có thể lái xe tải. Vì vậy Na-hi và Jin-mo lập tức cùng nhau lên đường. Jin-mo vừa nói chuyện với Sera vừa mở máy tính theo dõi định vị của Seong U. Lúc này Seong U bị nhốt trong xe, lặng lẽ gọi điện cho Jin-mo. Theo lời nhắc nhở của đối phương, Seong U đã dùng tiếng gõ để gửi tin nhắn. Cuối cùng Jin-mo vẫn bị nhóm người bí ẩn phát hiện rồi cướp lấy điện thoại. Cũng may Jin-mo đã xác định được hướng đi của Seong U. Jin-mo lập tức báo Sera bám sát phía sau. Sau đó Seong U bị đưa đến một nhà kho hẻo lánh. Phó chủ tịch ở một bên nghe tin đứa con trai trời đánh đã ra tay với Seong U, trong lòng có chút bất an. Ông sợ chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng Tae-jun lại tràn đầy tự tin. Anh cảm thấy chỉ là đánh Seong U một trận hoàn toàn không có vấn đề gì. Tên đại ca gọi cho Tae-jun báo cáo tình hình. Hóa ra bọn chúng là người của Tae-jun, mục đích chính là muốn giáo huấn Seong U. Tuy nhiên Tae-jun mới tự tin được vài giây, tên đại ca đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Trong lúc đánh nhau, Seong U đã vô tình nhìn thấy mặt chúng. Vì vậy tên đại ca và đàn em đã bắt Seong U về hang ổ của bọn chúng. Tae-jun nghe xong lập tức hết hồn chim én. Đánh xong rồi chạy và bắt cóc người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mọi thứ thực sự không ổn rồi. Phó chủ tịch lập tức giật điện thoại chất vấn tên đại ca muốn gì. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn làm tất cả chỉ vì tiền. Tae-jun và phó chủ tịch càng để ý tới sự an nguy của Seong U, tên đại ca càng nâng mức giá phải trả. Sau khi cúp máy, phó chủ tịch lập tức gọi cho thư ký Kim nhờ anh thương lượng với đám xã hội thâm. Ông cũng không quên dạy đứa con trai bất tài vô dụng của mình một bài học nhớ đời. Trong nhà kho, tên đại ca vẫn đang tra tấn Seong U. Sera đứng bên ngoài cửa sổ nhìn trộm vô cùng lo lắng. Không bao lâu sau, Jin-mo và Na-hi cũng đã tới nơi. Ba người trang bị đồ nghề chuẩn bị đi giải cứu Seong U. Lúc này Seong U đang bị đưa vào một cái bể đầy nước. Trước khi bị bọn xã hội thâm tra tấn, Seong U còn hỏi mình đáng giá bao nhiêu.
Tên đại ca thản nhiên nói hắn đã yêu cầu phó chủ tịch phải mang tới 500 triệu mới cho chục người. Xe ông U đột nhiên hét lớn, anh đường đường là chủ tịch ít nhất cũng phải đáng giá 5 tỷ chứ. Nếu đám xã hội thâm để xe ông U đi anh sẽ gửi chúng 5 tỷ mà không nghĩ nhiều. Tên đại ca nghe xong liền bị số tiền khổng lồ mê muội đầu óc. Quả nhiên hắn đã thật sự rung động. Khi hắn đang mặc cả cái giá cao hơn thì một chiếc xe nâng bất ngờ lao vào từ cổng chính. Đám người Jin Mo ăn mặc như bộ đội đặc chủng đứng trên xe nâng đánh loạn xạ hết cả lên. Nhân lúc hỗn loạn, Jin Mo đã cứu Seong U khỏi bể nước. Sera dìu Seong U chạy trốn vào rừng, còn Jin Mo và Na Hee bị bỏ lại phía sau. Hai người đang lo lắng mình sẽ bị đánh lại phát hiện đối phương căn bản không để ý tới mình. Tất cả đều chạy đuổi theo Seong U và Sera. Jin Mo vội vàng cầm điện thoại gọi điện báo cảnh sát. Seong U chạy trong rừng thấy nhiều người đuổi theo liền nghiêm túc nói với Sera mình sẽ ở lại để Sera chớp thời cơ chạy thoát. Sera vốn không đành lòng một mình rời đi, nhưng không thể chống lại sự kiên trì của Seong U. Khi hai người chia ra hai hướng, Seong U liền chạy đến một vách đá. Không may Seong U trượt chân ngã xuống vách núi. Tên đại ca vốn định cho đàn em xuống dưới tìm kiếm lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát vọng lại từ phía xa. Không còn cách nào khác, chúng đành phải rút lui trước. Dưới sự chỉ dẫn của Jin Mo, một lượng lớn cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Seong U quanh núi. Lúc này thư ký Kim cũng đang ở trong rừng. Hắn quan sát một lúc rồi báo cáo tình hình hiện tại cho phó chủ tịch. Seong U khi chạy trốn đã rơi xuống vách đá, hiện đang mất tích. Phó chủ tịch sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Ông dặn dò thư ký Kim cần xử lý nhóm xã hội thâm kia trước, còn mọi chuyện tính sau. Thư ký Kim tháo kính ra, trong nháy mắt trở nên máu lạnh hung dữ. Thư ký Kim thay trời hành đạo dạy cho tên đại ca biết thế nào là lễ hội. Anh cũng không quên cảnh cáo đám xã hội thâm phải tìm cho ra Seong U. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc này cảnh sát tìm kiếm hết mình nhưng vẫn không có kết quả. Phía cảnh sát đành chọn cách tạm thời rút lui, ngày mai tiếp tục. Sera nhìn bóng tối trước mặt lo lắng cho sự an toàn của Seong U. Sau đó ba người trở về căn cứ bí mật. Lúc này bản tin cũng phát tin tức cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn ma túy trên xe Seong U. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Là ai trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đưa tin tức bôi nhọ Seong U? Sera cả đêm đứng ngồi không yên, ngay khi trời sáng lập tức trở lại rừng. Cô quyết định sử dụng siêu thị lực để tìm kiếm dấu vết của Seong U. Cách đó không xa, nhóm Jukon tối qua cũng đang tìm kiếm Seong U. Sera bị dọa một chút. Đột nhiên một bàn tay kéo cô ra sau gốc cây. Người này chính là Seong U. Anh đang hóa trang thành một người nông dân. Nhìn Seong U có vẻ rất ổn. Rõ ràng Seong U đã thành công thoát khỏi truy sát, hơn nữa còn sắp xếp tốt cho bản thân. Sera vừa lo lắng vừa tức giận vung nắm đấm đánh Seong U. Seong U nói tối qua anh đã ngã xuống vách đá, may mắn bám được vào một tảng đá lớn. Lúc đang chờ cứu hộ, Seong U lại nhìn thấy bóng dáng thư ký Kim vội vàng đi ngang qua. Seong U trong nháy mắt hiểu ra thư ký Kim xuất hiện ở đây có nghĩa hắn và bọn bắt cóc là cùng một ruột. Thư ký Kim muốn vào rừng để xem Seong U vẫn còn sống nhân răng hay đã ngỏm củ tỏi. Mà người đứng đằng sau tất nhiên là phó chủ tịch. Nếu đã biết mục đích của đối phương, Seong U dứt khoát diễn một vở kịch. Seong U muốn giả vờ như mình sống chết không rõ, không xuất hiện trong thời gian này. Sau đó Seong U dẫn Sera về biệt thự của gia đình anh ở nông thôn. Đây là một nơi tuyệt đối an toàn. Kể từ khi mẹ qua đời, Seong U và bố cũng không có ý định quay lại nơi này. Lúc này trưởng phòng Hong cũng đã xem được tin tức tiêu cực của Seong U. Trong lòng trưởng phòng Hong vô cùng lo lắng. Dưới tình thế cấp bách, trưởng phòng Hong đi vào phòng sách nhỏ nơi Seong U thường nghỉ ngơi. Ai ngờ chỉ tiện tay chạm vào một quyển sách trên kệ lại vô tình mở được cánh cửa của căn phòng bí mật. Trưởng phòng Hong cẩn thận đi xuống, nhìn thấy Jin Mo và Na Hee đang chim chuột với nhau. Trưởng phòng Hong rất tức giận, lập tức quát lớn đề nghị hai người mau đi tìm Seong U. Bên này Seong U đang cùng Sera quét dọn biệt thự. Sera còn giúp Seong U xử lý vết thương. Động tác thân mật nhìn vô cùng mập mờ. Ngay cả Seong U cũng có chút hưởng thụ. Tuy nhiên lúc này ánh mắt Sera lại va phải sấp ảnh trên bàn. Trong nháy mắt Sera đã nhận ra bức ảnh quen thuộc. Đó chính là trại trẻ mồ côi nơi Sera đã sinh sống khi còn nhỏ. Sera cũng nhận ra mẹ của Seong U. Khi đó tất cả mọi người đều gọi bà là dì thiên sứ. Bởi vì hồi đó bà thường xuyên đến trại trẻ mồ côi thăm bọn trẻ. Sera nhớ khi còn bé cô thường bị bạn bè gọi là quái vật vì siêu năng lực của mình. Chỉ có mẹ Seong U luôn sẵn sàng lắng nghe và tin tưởng Sera. Bà khuyên Sera không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Sera chỉ cần sống là chính mình là hoàn hảo lắm rồi. Ký ức của Sera khiến trái tim Seong U cũng trở nên ấm áp. Trong ấn tượng của Seong U, mẹ thực sự là một người dịu dàng và mạnh mẽ. Sau đó Seong U và Sera đến chợ mua đồ ăn. Cả hai đổi sang một bộ trang phục vô cùng rực rỡ. Hình ảnh nổi bật khiến một ông già trên phố lấy máy ảnh chụp lại. Sera sợ hai người sẽ bị phát hiện, vội vàng đuổi theo ông lão yêu cầu ông xóa ảnh. Khi bước vào cửa hàng của ông lão, Seong U phát hiện khắp phòng đều là những bức ảnh được chụp ngẫu nhiên. Seong U đột nhiên có một ý tưởng, anh muốn mượn tất cả những bức ảnh này về nhà để kiểm tra từng cái một. Buổi tối Seong U đang xem ảnh thì Sera ở phòng bên cạnh gặp ác mộng. Trong giấc mơ của mình, Sera đã gặp một cậu bé có đôi mắt xanh đặc biệt. Sera hét lên trong sợ hãi. Seong U pha cho Sera một ấm trà để trấn an cô. Lúc uống trà, Sera nói mỗi lần cô mơ về thời thơ ấu của mình, cảnh sát Han sẽ ở bên cạnh cô làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Ai ngờ những lời này khiến Seong U thầm ghen tuông. Seong U ghen tị với tình cảm của Sera dành cho cảnh sát Han. Chẳng bao lâu sau, Sera lại chìm vào giấc ngủ. Cô nắm lấy tay Seong U muốn anh ở bên cô thêm một chút nữa. Seong U lập tức ngồi xuống để Sera gối đầu lên đùi mình.
Một bên nắm chặt tay của Sera, một bên khẽ vuốt ve trán cô để cô chìm vào giấc ngủ với đủ sự an toàn. Ngày hôm sau, Sera mang tới một chiếc xe đạp muốn đi dã ngoại với Seong-u. Cuộc sống ẩn cư của hai người rất phong phú và đầy màu sắc. Cả hai đang thưởng thức cảnh đẹp bên hồ thì Seong-u nhận được tin nhắn của Jin-mo. Hóa ra tập đoàn Eun-gang đã quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Seong-u cười nói quả đúng như những gì anh đã dự đoán. Phó chủ tịch cuối cùng cũng bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên là chiếm vị trí chủ tịch hoàn toàn kiểm soát công ty. Lúc này Seong-u và Sera cũng đã đến lúc lên đường trở về. Buổi tối Seong-u lại lấy những bức ảnh của ông lão ra ngắm nghía thêm một lần nữa. Hai bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong một bức ảnh. Ngày hôm sau tại cuộc họp hội đồng quản trị, phó chủ tịch được đề cử làm chủ tịch mới. Phó chủ tịch đã sắp xếp hết cả. Mọi người chỉ cần giơ tay cho đủ thủ tục. Nhưng ngay khi bắt đầu bỏ phiếu, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra. Seong-u dẫn theo Sera và trưởng phòng Hong hùng hổ bước tới khiến bố con phó chủ tịch không kịp trở tay. Mấy cổ đông ngồi bên dưới lại càng lúng túng. Bọn họ bất đắc dĩ mới phải giúp phó chủ tịch. Giờ đây chẳng những không được lợi gì, lại còn đắc tội với Seong-u. Sự đảo ngược tình thế này khiến ban giám đốc trực tiếp mất niềm tin vào phó chủ tịch. Người chiến thắng là Seong-u đương nhiên cũng rất đắc ý. Người có công lớn nhất trong kế hoạch là trưởng phòng Hong. Thì ra sau khi trưởng phòng Hong vô tình phát hiện ra một mật đạo liền từ Jin-mo biết được tung tích của Seong-u. Hai người đã nói chuyện điện thoại với nhau. Seong-u nhờ trưởng phòng Hong giúp mình làm một việc. Anh muốn trưởng phòng Hong giả vờ theo phe phó chủ tịch, nhân cơ hội đó thuyết phục phó chủ tịch đứng ra chủ trì đại cục trong thời gian Seong-u mất tích. Đợi đến khi tham vọng của phó chủ tịch bành trướng đến đỉnh điểm, Seong-u lại xuất hiện một phát đánh tan. Đả kích này cũng đủ khiến phó chủ tịch không gượng dậy nổi trong thời gian ngắn. Quả đúng như những gì Seong-u dự đoán, ban giám đốc hoàn toàn mất niềm tin ở phó chủ tịch. Trước mắt phó chủ tịch không quan tâm đến những việc khác, trước tiên ông cần giúp Tae Jun xử lý mớ hỗn độn do cuộc bắt cóc vừa rồi. Hiện giờ bên cạnh phó chủ tịch chỉ có một chú chó trung thành là thư ký Kim. Lúc này Tae Jun nói ra nguyên nhân Seong-u nhắm vào bố con họ chính là vì sợi dây chuyền đắt giá kia. Tae Jun thắc mắc lẽ nào Seong-u hoài nghi phó chủ tịch đã ra tay sát hại mẹ anh. Phó chủ tịch không muốn trả lời câu hỏi này, ông tìm bừa một cái cớ đuổi Tae Jun đi chỗ khác. Thấy trong phòng không còn ai, lúc này thư ký Kim mới mở miệng. Thư ký Kim cảm thấy Seong-u và cựu chủ tịch hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Seong-u không phải là một nhân vật dễ đối phó, hai người cần có một số hành động cứng rắn để xử lý Seong-u. Sau khi trở về, Seong-u đưa cho trưởng phòng Hong bức ảnh kỳ lạ anh đã phát hiện. Seong-u muốn trưởng phòng Hong điều tra danh tính của người đàn ông trong bức ảnh. Seong-u cũng phái Jin-mo và Na-hi tới nơi anh đã bị bắt cóc quan sát hành động của tên đại ca. Trước đó thư ký Kim đã cảnh cáo tên đại ca phải đứng ra nhận hết tội lỗi. Chính vì vậy tên đại ca đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Seong-u nhận được tin tức lập tức cảm thấy kỳ lạ, nhất định là phó chủ tịch đã dùng thủ đoạn gì đó buộc tên đại ca phải hy sinh để giữ bí mật. Tuy nhiên ngày hôm sau cảnh sát Han đã đưa người đến công ty. Tuy rằng tên đại ca đã chủ động tự thú, thư ký Kim cũng đã xóa hết bằng chứng, nhưng phó chủ tịch không ngờ trong điện thoại của Seong-u có chứng cứ tham ô của Tae Jun. Toàn bộ bằng chứng đã được chuyển cho cảnh sát. Thấy cảnh sát đến, Tae Jun hoàn toàn luống cuống tay chân. Tae Jun cầu xin phó chủ tịch đừng để mình phải vào tù chăn kiến. Tae Jun còn quay sang túm cổ áo thư ký Kim trách mắng. Phó chủ tịch lập tức đẩy con trai ra, quát Tae Jun biết điều thì ngậm chặt miệng lại, đừng nói bất cứ điều gì ngu ngốc hơn. Thái độ của bố khiến trong lòng Tae Jun lạnh lẽo. Tae Jun nghĩ đến phản ứng của phó chủ tịch và thư ký Kim lúc đó rất kỳ quái. Có lẽ mẹ Seong-u chính là do phó chủ tịch sát hại. Vì vậy phó chủ tịch thà hy sinh con trai cũng không dám nhắc đến sợi dây chuyền kia. Phó chủ tịch thật sự rất bất lực khi có đứa con trai ngu dốt như vậy. Ông lập tức cho Tae Jun một cái tát trời giáng. Vừa đánh xong thì cảnh sát Han đã đi vào bắt Tae Jun vì tội tham ô biển thủ công quỹ. Seong-u tận mắt nhìn Tae Jun bị áp giải rời mới yên tâm di chuyển tới văn phòng của Jin-mo. Jin-mo thắc mắc mấy ngày sống cùng Sera tại nông thôn Seong-u có cảm giác gì không. Dù không đến mức tim đập thình thịch thì cũng phải rung động ít nhiều chứ. Seong-u bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói anh chẳng có bất kỳ cảm giác gì đặc biệt. Nhưng đây rõ ràng là lời nói không thành thật. Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian bên Sera, khóe miệng Seong-u bất giác mỉm cười. Bên này Sera được trưởng phòng Hong phân cho nhiệm vụ bố trí phòng họp. Ai ngờ trong lúc dọn dẹp, một nam nhân viên không cẩn thận trượt chân khiến mấy chai nước văng vào không trung. Mắt thấy mấy chai nước sắp rơi về phía Seong-u, Sera phát huy hết khả năng hất văng từng chai một. Cuối cùng vì không kịp phanh nên Sera trực tiếp nằm trong vòng tay của Seong-u. Sau khi cuộc họp kết thúc, từ miệng Jin-mo, Seong-u mới biết tin Sera vô tình bị trẹo chân. Hơn nữa Sera còn đang sốt cao nên đã xin về nhà trước. Nghe vậy Seong-u lập tức giáo huấn Jin-mo một trận. Nếu Sera đã không khỏe càng không nên để cho cô về nhà một mình. Nói xong Seong-u liền vội vàng chạy ra khỏi cửa. Nhìn bóng lưng Seong-u, Jin-mo nở một nụ cười danh mãnh. Jin-mo còn nói Seong-u nhất định sẽ biết ơn mình. Seong-u đi tới nhà Sera, vừa mở cửa ra đã thấy cô không vui nằm bên ngoài sân thượng, trên ngực Sera còn dính cái gì màu đỏ. Seong-u lập tức ân cần hỏi han, còn ngồi xuống muốn cõng Sera đến bệnh viện. Anh nghĩ rằng cô nôn ra máu nên áo mới đỏ. Ai ngờ Sera lại chỉ vào quả dưa hấu bên cạnh. Hơn nữa Sera cũng chỉ bị bong gân mắt cá chân và say nắng một chút xíu mà thôi. Thế nhưng sau khi ăn dưa hấu Sera cũng đã đỡ nhiều. Đang định đứng dậy thì chân Sera đột nhiên đứng không vững, cả người Sera nhào về phía Seong-u. Theo bản năng Seong-u ôm chặt lấy Sera. Sau khi đỡ Sera ngồi xuống, Seong-u ân cần băng bó lại vết thương giúp cô.
Nhìn thấy Sera mỉm cười ngọt ngào với mình, trái tim Seong U đập loạn. Trên đường từ nhà Sera trở về, Seong U vui hơn Tết, niềm vui đắm chìm trong tình yêu không thể nói thành lời. Ai ngờ lúc này lại gặp phải cảnh sát Han. Cảnh sát Han cảnh giác hỏi Seong U đến nhà Sera để làm cái gì. Seong U ngay lập tức tỏ thái độ của một tổng tài bá đạo. Seong U nói thẳng Sera là trợ lý đặc biệt của mình. Chính vì vậy hai người tới nhà nhau là chuyện bình thường, không cần phải báo cáo với cảnh sát. Nhưng cảnh sát Han đã biết mục đích thật sự của Seong U nên cũng không quanh co lòng vòng. Anh nhắc nhở Seong U không được lợi dụng siêu thị lực của Sera để điều tra vụ án. Nếu Seong U muốn điều tra thì hãy nhờ cảnh sát. Seong U cũng nghiêm túc nói anh đã nhờ nhưng cảnh sát không có khả năng giúp anh tìm được hung thủ. À không phải, là cảnh sát không muốn tìm ra hung thủ mới đúng. Chính vì vậy Seong U mới phải tự mình tìm ra chân tướng vụ việc. Lúc này Sera đang nhìn lời chúc phúc Seong U vẽ nguệch ngoạc trên băng gạc. Cô cảm thấy chàng trai này rất thú vị. Nghĩ đến khoảnh khắc Seong U ôm chặt mình vào lòng, trái tim Sera bỗng rộn ràng. Ngày hôm sau, trưởng phòng Hong vội vàng chạy tới văn phòng của Seong U. Ông đã tìm thấy danh tính hai người đàn ông trong bức ảnh. Một người là phó chủ tịch, người còn lại là tài xế riêng của ông ta 20 năm trước, Choi Moon-ki. Sau khi lấy được địa chỉ nhà gã tài xế, Seong U lập tức gọi điện thoại rủ Sera hành động. Trưởng phòng Hong vừa ra ngoài lại gặp thư ký Kim ở cửa. Thấy trưởng phòng Hong cứ vội vàng vàng, thư ký Kim đoán chắc nhóm người Seong U đang có kế hoạch gì đó. Bên này Seong U dẫn Sera đến một khu dân cư. Khi Sera chuẩn bị dùng siêu thị lực tìm kiếm lại bị Seong U che mắt. Seong U không muốn Sera quá lạm dụng năng lực của mình, chỉ cần lần mò theo địa chỉ trên điện thoại là được. Trên đường đi hai người bắt gặp một người phụ nữ đang tìm kiếm một đứa trẻ bị lạc. Sera nghe xong liền muốn giúp đỡ. Để nâng cao hiệu quả, Seong U liền hỏi một vài nơi cô bé thường lui tới. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói rằng cô bé rất thích sân chơi cách đó không xa. Khi mọi người tới đó, quả nhiên tìm thấy cô bé bị mắc kẹt dưới một hố đất. Sera đau lòng giúp cô bé lau sạch bùn đất trên mặt. Cô ân cần hỏi cô bé đang làm gì ở đây. Cô bé trả lời rằng mẹ cô đã bị chôn vùi dưới đất nên cô muốn tìm mẹ. Sera nhận ra hóa ra mẹ của cô bé đã qua đời. Có thể việc làm tốt của hai người đã được đền đáp. Khi Sera và Seong U một lần nữa tìm chỗ ở của Choi Moon-ki, lại phát hiện đã tìm đúng nơi. Đẩy cửa vào thì thấy Choi Moon-ki đang giặt quần áo trong sân. Seong U không nói nhiều, trực tiếp lấy ra tấm ảnh kia. Seong U muốn biết vì sao 20 năm trước, vì sao Choi Moon-ki và phó chủ tịch lại xuất hiện ở nơi này. Choi Moon-ki vội vàng xua tay biểu thị mình đã già, cái gì cũng không nhớ được. Vừa dứt lời, cô bé mới đi lạc cũng mở cổng bước vào miệng gọi Choi Moon-ki là ông nội. Biết Choi Moon-ki rất thương cháu gái, Seong U liền chơi bài tình cảm. Seong U nói 20 năm trước anh cũng từng như cô bé này. Khi đó anh đã mất đi người mẹ anh yêu thương nhất. Hiện giờ Seong U chỉ muốn biết ai là người tiễn mẹ anh đi chầu Diêm Vương. Anh mong Choi Moon-ki có thể rủ lòng thương giúp đỡ anh tìm kiếm. Cuối cùng Choi Moon-ki cũng lay động bởi sự chân thành của Seong U. Ông bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào năm đó. Ngày hôm đó Choi Moon-ki nhận được lệnh của phó chủ tịch yêu cầu ông lái xe đưa phó chủ tịch đến một cô nhi viện ở nông thôn. Hóa ra khi đó phó chủ tịch đã lên kế hoạch hỗ trợ một đứa trẻ tên Kim Nam-kin trong cô nhi viện đi du học. Nói đoạn Choi Moon-ki còn nhiệt tình chỉ mặt Kim Nam-kin trong bức ảnh chụp chung tại cô nhi viện. Lúc này thư ký Kim cũng đã tới nhà Choi Moon-ki. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện bên trong, thư ký Kim đã quay về báo với phó chủ tịch. Seong U đã biết đến sự tồn tại của Kim Nam-kin. Thế nhưng phó chủ tịch cũng không cần lo lắng bởi Kim Nam-kin sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này. Sau vụ việc này cộng thêm việc Tae-jun bị bắt, phó chủ tịch bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của thư ký Kim. Ông bắt đầu lạnh nhạt với thư ký Kim, đi đâu cũng không cho anh đi theo. Bên này Seong U đã treo ảnh Kim Nam-kin lên vòng quan hệ giữa các nhân vật có liên quan. Sau một hồi suy nghĩ, Seong U chắc chắn Kim Nam-kin là người có thể giải quyết mọi khúc mắc. Vì vậy việc trước mắt nhóm người Seong U cần làm là tìm kiếm thông tin về cậu bé Kim Nam-kin. Nói đến vấn đề tìm người, Jin Mo háo hức quảng cáo, hiện anh đang phát triển một phần mềm có tên dự đoán ngoại hình. Phần mềm này có thể xác định chính xác danh tính của người đó, độ chính xác gần như là tuyệt đối, nhưng ứng dụng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm chưa được đưa ra thị trường. Seong U và Sera đành phải dùng phương pháp truyền thống để điều tra. Điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là cô nhi viện nơi Kim Nam-kin ở hồi nhỏ. Nhưng viện trưởng bây giờ chỉ biết Kim Nam-kin tới nơi này không bao lâu đã được đưa ra nước ngoài du học. Còn viện trưởng hồi đó tiếp nhận Kim Nam-kin đã sớm qua đời. Lúc này viện trưởng lại nghĩ tới cảnh sát Han, vì năm đó anh là bạn thân của Kim Nam-kin. Có lẽ cảnh sát Han sẽ có chút thông tin có ích. Đúng lúc này những đứa trẻ trong nhà trẻ đột nhiên lao ra lôi kéo Sera và Seong U cùng chúng chơi đùa. Giữa chừng Sera có việc phải rời đi, trách nhiệm chơi đùa cùng bọn trẻ dồn hết lên vai Seong U. Viện trưởng đứng cách đó không xa lầm tưởng Seong U là bạn trai của Sera. Sera nhanh chóng thanh minh hai người chỉ là thám tử và trợ lý. Trên đường trở về Sera lặng lẽ ngắm nhìn Seong U. Ai ngờ lại bị Seong U phát hiện. Hai má Sera lập tức ửng đỏ. Sera biện minh bản thân bị đau lưng mới phải ngồi nghiêng như vậy chứ không phải đang nhìn trộm Seong U. Nghe vậy Seong U cũng tin là thật, lập tức dừng xe điều chỉnh góc ghế cho Sera. Hành động này khiến tim Sera đập loạn xạ. Phó chủ tịch sau khi thăm con trai mình trong tù liền đi thẳng đến nhà thư ký Kim. Lúc này thư ký Kim lại không có ở nhà. Phó chủ tịch liền đi thẳng vào phòng ngủ. Ông đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh khiến ông nhất thời run rẩy sợ hãi, che mặt không dám nhìn thẳng vào người trong ảnh. Sau khi đưa Sera về nhà, Seong U còn muốn mời cô đi ăn đêm. Thế nhưng Sera đã khéo léo từ chối. Seong U có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Sera. Lúc này cảnh sát Han từ trong bóng tối đi ra.
Anh chất vấn Seong U vì sao suốt ngày quấn lấy Sera. Vừa hay Seong U cũng đang muốn tìm cảnh sát Han vì chuyện của Kim Nam Kin. Seong U trực tiếp hỏi cảnh sát Han có biết Kim Nam Kin là ai không. Cảnh sát Han nói nếu Seong U muốn nhờ anh giúp đỡ thì hãy tới đồn cảnh sát. Thế nhưng Seong U không được lợi dụng siêu năng lực của Sera nữa. Sau khi về nhà, thư ký Kim lập tức phát hiện có người đã tới phòng mình. Thư ký Kim lập tức gọi điện thăm dò. Lúc này mới biết người tới là phó chủ tịch. Lúc sau thư ký Kim liền kéo rèm cửa sổ. Trên cửa kính có dán ảnh phó chủ tịch cùng một số mũi tên quan hệ. Thư ký Kim cảm thán đây là lần đầu tiên phó chủ tịch tới nhà anh vậy mà lại rời đi nhanh đến như vậy. Không ngờ phó chủ tịch chính là cha ruột của thư ký Kim. Ban đêm Seong U tới căn cứ bí mật giám sát Jin Mo làm việc. Sau đó hai người bắt đầu nói về các vấn đề tình cảm. Jin Mo nhắc nhở Seong U hãy nắm bắt cơ hội. Nếu không Sera bị người khác cướp đi thì hối hận không kịp. Seong U thầm ghi nhớ câu nói này. Hôm sau khi Seong U cùng Sera trong văn phòng, anh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng mỗi lần đều bị Sera phớt lờ. Seong U bắt đầu đứng ngồi không yên. Suy nghĩ của hai người như cực nam cực bắc, một người muốn tỏ tình, một người lại say mê công việc. Cuối cùng Sera quyết định tới tìm cảnh sát Han hỏi manh mối về Kim Nam Kin. Seong U lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội. Sera đến đồn cảnh sát hỏi về Kim Nam Kin. Tối hôm qua Seong U cũng nhắc tới Kim Nam Kin. Điều này khiến cảnh sát Han nhận ra Sera lại đang làm việc cho Seong U. Sắc mặt anh lập tức tỏ ra vẻ không vui. Cảnh sát Han cảnh cáo Sera không dây dưa dính líu đến vụ án này. Thế nhưng Sera kiên quyết muốn bắt kẻ đã sát hại người dì tốt bụng năm xưa. Cảnh sát Han hoàn toàn không tin lý do này. Lúc này Seong U kịp thời chạy tới kéo tay Sera đưa cô đi. Sera ở lại đây thêm cũng chỉ thêm tức giận chứ không ích gì. Cảnh sát Han không muốn giúp đỡ, vì vậy hai người chỉ có thể tiếp tục điều tra. Điểm dừng chân thứ hai mà họ đến là ngôi trường năm xưa Kim Nam Kin theo học. Trùng hợp thay năm đó cảnh sát Han cũng học ở trường này. Seong U đưa ảnh của Kim Nam Kin cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua đã nhận ra, bởi Kim Nam Kin có thành tích rất xuất sắc, anh luôn luôn giành được vị trí đứng đầu toàn khối. Lúc này hiệu trưởng cũng cung cấp một tin tức vô cùng quan trọng. Vài năm trước ông đã gặp Kim Nam Kin tại một khách sạn. Lúc đó hai người đã trao đổi danh thiếp. Hiệu trưởng phát hiện Kim Nam Kin đã thay tên đổi họ. Không ngờ Kim Nam Kin lại chính là thư ký Kim. Seong U lập tức trở lại công ty. Đứng trước thư ký Kim, Seong U đọc to cái tên Kim Nam Kin. Quả nhiên thư ký Kim đã dừng khoảng chừng là 5 giây. Seong U lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Seong U muốn biết những gì thư ký Kim biết về vụ án của mẹ anh. Thư ký Kim tỏ ra buồn bã nói anh không muốn nhắc lại quá khứ đau thương. Bởi lẽ sự ra đi của mẹ Seong U cũng là một trải nghiệm đau lòng của thư ký Kim. Tại cô nhi viện, người thân thiết nhất với thư ký Kim chính là mẹ Seong U. Chính mẹ Seong U là người đã thuyết phục thư ký Kim ra nước ngoài du học để không uổng phí trí thông minh của mình. Sau khi mẹ Seong U qua đời, kế hoạch du học của thư ký Kim suýt chút nữa cũng bị hủy. Cũng may mà phó chủ tịch tiếp tục tài trợ cho thư ký Kim, nhờ vậy mà anh mới có thể thuận lợi đi du học. Bởi vậy thư ký Kim rất biết ơn phó chủ tịch. Sau khi về nước, thư ký Kim trực tiếp làm việc cho phó chủ tịch cũng chỉ vì báo đáp ân tình, không có nguyên nhân nào khác. Câu chuyện của thư ký Kim nghe có vẻ rất hoàn hảo, chỉ là Seong U vẫn còn hoài nghi. Trực giác nói với Seong U thư ký Kim nhất định đang che giấu điều gì đó. Sau khi nói chuyện với Seong U, thư ký Kim lập tức báo cáo sự việc cho phó chủ tịch. Phó chủ tịch không ngờ Seong U ngay cả thân phận thật sự của Kim Nam Kin cũng tìm ra. Xem ra không thể để mặc Seong U muốn làm gì thì làm nữa. Phó chủ tịch nhớ tới báo cáo của thư ký Kim mấy ngày trước. Trợ thủ bên cạnh Seong U ngoại trừ Jin Mo còn có một cô gái là Sera. Phó chủ tịch nghe nói Sera cũng xuất thân từ cô nhi viện. Vì vậy ông muốn xuống tay từ Sera để Seong U biết điều một chút. Vài ngày sau, công ty có một bữa tiệc từ thiện. Trong bữa tiệc, phó chủ tịch muốn Sera xấu hổ trước mặt mọi người. May mà Seong U kịp thời đứng lên giải vây. Nhưng phó chủ tịch vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng chế giễu Sera. Trong từng lời nói, ông đều châm biếm Sera không có gia đình tử tế. Nếu Seong U và Sera ở bên nhau thì đây thật sự là một mối quan hệ tồi tệ. Nghe vậy, Seong U không khách khí đáp trả. Seong U bảo ông nên dành những lời nói này cho Tae Jun đang ở trong tù. Nói đến đây, hai người xem như hoàn toàn trở mặt. Ngay cả sự thân thiện bề ngoài cũng là miễn cưỡng giả vờ. Hành động của phó chủ tịch tối nay thật sự rất liều lĩnh. Ngay cả thư ký Kim cũng cảm thấy ông không nên khiêu khích Seong U. Nhìn phó chủ tịch không ngừng uống rượu, thư ký Kim khuyên ông nên uống thuốc an thần. Như vậy tốt hơn là uống rượu. Nhắc đến thuốc an thần, phó chủ tịch đột nhiên đặt câu hỏi. Có phải chính thư ký Kim đã cho Tae Jun uống thuốc hay không? Thư ký Kim lập tức phủ nhận. Anh nói thẳng Tae Jun vốn là người quá yếu đuối. Tae Jun sẽ chẳng làm nên trò trống gì, vì vậy thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Không ngờ những lời này lại khiến phó chủ tịch tức giận. Ông không cho phép thư ký Kim nói con trai mình như vậy. Mắt thư ký Kim ửng đỏ. Dù sao anh cũng là con trai của phó chủ tịch cơ mà. Thư ký Kim không hiểu vì sao phó chủ tịch luôn đặt niềm tin ở một kẻ rác rưởi như Tae Jun. Không những vậy còn xem nhẹ năng lực xuất chúng của anh. Thư ký Kim thông minh và trung thành. Từ thời niên thiếu, anh đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc phó chủ tịch tiễn mẹ Seong U về nơi chín suối. Thế nhưng thư ký Kim vẫn luôn giữ bí mật cho ông. Anh luôn sẵn sàng làm mọi chuyện cho phó chủ tịch. Thế nhưng phó chủ tịch chỉ muốn lợi dụng thư ký Kim. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn luôn muốn thư ký Kim hy sinh bản thân giúp Tae Jun bình yên vô sự. Thư ký Kim cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của phó chủ tịch. Cuối cùng phó chủ tịch vẫn không xem anh là con trai ruột. Thư ký Kim tức giận quay về nhà. Anh đau lòng khi nhận ra cha mình chỉ coi mình là một con chó trung thành.
Lúc này ông vẫn muốn thư ký Kim hy sinh vì một tên rác rưởi như Tae-jun. Thư ký Kim tức giận đập vỡ bức ảnh gia đình. Anh dùng chân dẫm mạnh, trong lòng thề không thể bị phó chủ tịch coi thường thêm một giây một phút nào nữa. Ngày hôm sau, thư ký Kim đến văn phòng của Seong-woo. Anh đã nói cho Seong-woo biết sự thật. Khi mẹ Seong-woo qua đời, thư ký Kim cũng có mặt ở hiện trường. Phó chủ tịch chính là người tiễn mẹ Seong-woo đi chầu Diêm Vương. Sera bưng trà đến. Từ bên ngoài phòng, cô cũng nghe thấy lời thú nhận của thư ký Kim. Seong-woo nổi giận gào thét bảo thư ký Kim rời đi. Seong-woo tức giận muốn tới tìm phó chủ tịch để báo thù. Sera ôm chặt Seong-woo hy vọng anh có thể bình tĩnh lại. Lúc này Seong-woo vô cùng kích động. Anh lập tức lái xe đến nhà phó chủ tịch. Seong-woo phát hiện ông ta đã uống thuốc ngủ. Bên cạnh là một bức di thư. Seong-woo quyết không để phó chủ tịch ngỏm củ tỏi dễ dàng như vậy. Anh lập tức đưa ông ta đi cấp cứu. Trong vấn đề này anh nhất định phải tự mình báo thù. Buổi tối Seong-woo trở về căn cứ bí mật khóc cả đêm bên bức ảnh của mẹ mình. Sera thấy vậy rất đau lòng. Cuối cùng Sera đã tỏ tình với Seong-woo. Điều này cũng mang lại cho Seong-woo cảm giác an ủi trước nỗi đau. Seong-woo ôm lấy Sera nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sau đó cả hai cùng nhau qua đêm trên ghế sofa. Ngày hôm sau thức dậy, Jin-mo và Na-hee đã ngồi trước mặt hai người. Bọn họ liếc mắt một cái đã nhìn ra quan hệ giữa Sera và Seong-woo không hề bình thường. Seong-woo cũng không phủ nhận, nắm lấy tay Sera. Anh cảm ơn Jin-mo và Na-hee đã chúc phúc. Mặc dù không khí lúc này rất ấm áp nhưng Jin-mo vẫn phải nói với Seong-woo vài điều. Truyền thông đã đưa tin về vụ việc phó chủ tịch uống quá nhiều thuốc ngủ. Bên ngoài lúc này vô cùng ồn ào huyên náo. Tae-jun trong tù cũng rất lo lắng. Thư ký Kim lập tức sắp xếp để Tae-jun ra tù đến bệnh viện thăm bố. Như thường lệ, Tae-jun trút hết tất cả sự tức giận của mình lên người thư ký Kim. Nhưng lúc này thư ký Kim đã không còn nhu nhược như xưa. Anh nghiêm túc cảnh cáo Tae-jun phải tôn trọng mình. Thư ký Kim có thể đưa Tae-jun ra khỏi tù thì cũng có thể nhét trở lại. Đúng lúc này Seong-woo đi vào phòng bệnh. Tae-jun tức giận đuổi hết bọn họ ra ngoài. Đứng bên ngoài hành lang, thư ký Kim nói phó chủ tịch vẫn luôn phái người theo dõi mình. Sau khi biết thư ký Kim đã nói sự thật cho Seong-woo, phó chủ tịch mới uống thuốc ngủ để đi chầu Diêm Vương. Nhưng Seong-woo không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thư ký Kim. Phó chủ tịch không hay thể hiện cảm xúc, tại sao lại đem điểm yếu của mình nói cho thư ký Kim? Câu hỏi này khiến thư ký Kim nhận ra Seong-woo không phải kẻ dễ lừa gạt. Bởi vì chuyện của phó chủ tịch mà công ty rơi vào hỗn loạn, Seong-woo phải đứng ra chủ trì đại cục, bởi vậy không có thời gian đi cùng Sera. Thế nhưng Sera tỏ ra không quan tâm điều đó, để Seong-woo yên tâm đối phó với tình trạng khó khăn hiện tại. Sera vẫn sẽ tiếp tục điều tra vụ án 20 năm trước. Sera vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Seong-woo. Seong-woo bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Anh đến văn phòng của Jin-mo bày tỏ sự không hài lòng. Mặc dù sự thật về sự ra đi của mẹ đã được phơi bày nhưng Seong-woo lại cảm thấy kỳ lạ. Seong-woo vẫn luôn cảm thấy hành tung của phó chủ tịch rất bí ẩn. Chính vì vậy Seong-woo đã lén tiến hành điều tra phó chủ tịch để giải thích cho sự nghi ngờ của mình. Hóa ra trước khi uống thuốc ngủ, phó chủ tịch đã uống thuốc giảm mỡ máu. Một người đã quyết định đi chầu Diêm Vương còn uống thuốc chữa bệnh làm gì? Seong-woo lập tức báo cho cảnh sát Han những nghi ngờ của mình. Anh muốn nhờ cảnh sát Han tiến hành xét nghiệm máu. Cảnh sát Han hứa sẽ giúp đỡ Seong-woo. Thế nhưng anh vẫn không ngừng nhắc nhở Seong-woo không được để Sera tham gia vụ án này. Seong-woo lập tức đồng ý. Quay lại công ty, Seong-woo liền gọi thư ký Kim tới văn phòng. Seong-woo nói cho thư ký Kim biết vụ án của phó chủ tịch vẫn chưa kết thúc, bởi anh đã giao cho cảnh sát tiếp tục theo dõi điều tra. Seong-woo muốn xác nhận đây có phải một vụ án mạng hay không. Đồng thời vụ án của mẹ Seong-woo 20 năm về trước cũng sắp được tái điều tra. Thư ký Kim với tư cách là nhân chứng quan trọng cũng phải tham gia điều tra. Thư ký Kim không ngờ Seong-woo lại làm lớn chuyện đến như vậy. Anh chỉ có thể chuyển sang kế hoạch B, không thể để Seong-woo tiếp tục làm chủ tình hình. Thư ký Kim lập tức nhớ đến Tae-jun đang trong bệnh viện. Tae-jun có đầu óc đơn giản và bốc đồng, rất thích hợp để thao túng. Vì vậy thư ký Kim đã cố tình nói bóng nói gió trước mặt Tae-jun. Anh cho Tae-jun biết tin Seong-woo muốn nhân cơ hội này điều tra lại vụ án 20 năm về trước. Có lẽ Seong-woo đang muốn biến phó chủ tịch thành hung thủ giết người. Quả nhiên Tae-jun lập tức nóng máu đi tìm Seong-woo tranh luận. Ai ngờ Tae-jun lại vô tình nói ra một số điều vô cùng quan trọng. Thứ nhất là phó chủ tịch có sức khỏe tốt nên không cần sử dụng thuốc ngủ. Thứ hai, Tae-jun chỉ ra thư ký Kim mới là người có vấn đề. Nói không chừng chuyện phó chủ uống thuốc ngủ cũng là do thư ký Kim lên kế hoạch. Seong-woo cũng đồng ý với quan điểm này của Tae-jun. Sau khi Tae-jun rời đi, Seong-woo lập tức bảo trưởng phòng Hong đi trộm vài thứ. Từ Sera, cảnh sát Han cũng biết tin thư ký Kim chính là Kim Nam-kin. Điều này gợi lại một chút hồi ức của cảnh sát Han. Hôm đó anh đã đến tòa nhà công ty để gặp thư ký Kim. Cảnh sát Han thắc mắc vì sao thư ký Kim tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẹ Seong-woo bị sát lại không ra mặt làm chứng. Lẽ nào thư ký Kim im ỉm như vậy chỉ vì phó chủ tịch là cha ruột của mình? Hóa ra cảnh sát Han từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ Seong-woo và thư ký Kim. Cảnh sát Han chắc chắn phó chủ tịch chính là cha ruột của thư ký Kim. Thư ký Kim đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng cảnh sát Han cũng không vội vì vụ án sắp được điều tra lại. Hai người còn có nhiều cơ hội để trao đổi. Sớm muộn gì thư ký Kim cũng sẽ lộ ra chân tướng. Bên này trưởng phòng Hong lén đi tới nơi thư ký Kim dừng chân rồi lấy đi một sợi tóc của hắn. Sau đó anh lại lẻn vào phòng phó chủ tịch lấy tóc của ông ta. Khi rời đi, trưởng phòng Hong cố ý để lại dấu vết theo lời của Seong-woo. Anh muốn để thư ký Kim chú ý, bởi vì chỉ khi có cảm giác không an toàn đối phương mới có thể hành động.
Mục đích của Seong U chính là dẫn thư ký Kim ra khỏi hang. Thấy Seong U thu thập tóc của mình và phó chủ tịch, thư ký Kim nhận ra quan hệ cha con của mình và phó chủ tịch rất nhanh sẽ được công khai. Thư ký Kim biết bản thân phải tìm kế sách khác, tốt nhất là nắm bắt được nhược điểm của Seong U để tiến hành phản công. Nghĩ đi nghĩ lại, thư ký Kim cảm thấy Sera dường như có quan hệ rất tốt với Seong U. Bên này, Na Hi thấy chuyện tình cảm của Sera và Seong U tiến triển chậm chạp đã chủ động thúc đẩy giúp hai người. Cô đề xuất một địa điểm tốt để ngắm sao giúp cả hai có thời gian hẹn hò cải thiện mối quan hệ. Vì vậy tối đó Sera đã đưa Seong U lên đỉnh núi để ngắm sao. Thư ký Kim nhận được tin tức cũng lập tức lái xe đến đó. Điều thư ký Kim không ngờ là cảnh sát Han cùng đồng nghiệp cũng bám theo sau. Tối nay trời đầy sao, Sera còn đặc biệt mang theo kính viễn vọng. Cô hy vọng tâm hồn Seong U có thể được chữa lành bởi vẻ đẹp này. Sera mong Seong U có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Seong U biết ơn tất cả những gì Sera đã làm cho mình nhưng lại không thể nói ra, bởi lẽ Seong U vẫn đang tiến hành điều tra. Trước đó Seong U cũng đồng ý với cảnh sát Han không để Sera dính líu tới vụ án này. Chính vì vậy Seong U phải tuân theo thỏa thuận. Lúc này Sera đột nhiên muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác với Seong U. Điều này khiến cho Seong U có chút khó hiểu. Sera thẳng thắn nói cô lo lắng Seong U nhìn thấy mình sẽ nhớ lại chuyện của mẹ, như vậy sẽ khiến mối quan hệ của hai người không được thoải mái. Sera yêu Seong U vì vậy cô không muốn anh tiếp tục xa lầy trong ký ức đau thương. Nghe xong Seong U nhẹ nhàng ôm Sera. Seong U hứa anh sẽ sớm vượt qua chuyện này. Sự tồn tại của Sera từ lâu đã trở thành sức mạnh giúp Seong U chữa lành vết thương. Nếu sau này không được ở bên cô thì anh có làm gì cũng trở nên vô nghĩa. Seong U không muốn trải nghiệm cảm giác mất đi một người thêm một lần nữa. Đúng lúc này Jin Mo và Na Hi từ bên cạnh xuất hiện. Họ đã lên kế hoạch hẹn hò cho bốn người. Khi mọi người đang cùng nhau ăn uống vui vẻ, Seong U bất ngờ nhận được điện thoại từ cảnh sát Han. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Seong U lập tức kiếm cớ gọi Jin Mo sang chỗ khác. Cảnh sát Han báo cho Seong U biết tin thư ký Kim đã theo anh tới tận nơi này. Cảnh sát Han cùng đồng bọn cũng đã có mặt tại đây. Thế nhưng phía cảnh sát đã để mất dấu thư ký Kim. Seong U và Jin Mo vội vàng vào rừng tìm kiếm hình bóng thư ký Kim. Họ không thể để thư ký Kim gây nguy hiểm cho Sera và Na Hi. Trên đường đi hai người đã gặp đám côn đồ của thư ký Kim. Một cuộc xung đột đã nổ ra. Sera trên đỉnh núi vô tình dùng siêu thị lực đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát Han. Sau đó Sera tiếp tục nhìn xuống. Đúng lúc này Sera bắt gặp thư ký Kim đang cầm ống nhòm. Vừa hay thư ký Kim cũng để lộ đôi mắt màu xanh đặc biệt của mình. Sera chợt nhớ cậu bé có đôi đồng tử xanh trong trại trẻ mồ côi. Sự ra đi của mẹ Seong U cũng có liên quan tới người này. Đầu óc rối bời, Sera ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Sera đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Hóa ra Sera mới là nhân chứng thật sự. Khi mẹ Seong U bị sát hại, chính Sera đã chứng kiến toàn bộ mọi việc. Sera khóc không ngừng. Cô cho biết thủ phạm thật sự là một cậu bé có đôi đồng tử xanh, mà người đó chính là thư ký Kim. Lúc này thư ký Kim đã trốn thoát khỏi chân núi, hắn quay về nhà phá hủy toàn bộ bằng chứng có liên quan. Thư ký Kim còn nhẫn tâm đốt cháy bức ảnh gia đình duy nhất của mình. Sau khi có được lời khai của Sera, cảnh sát Han và Seong U bắt đầu dốc toàn tâm toàn lực tìm kiếm thư ký Kim. Sera cũng muốn giúp đỡ nhưng bị Seong U từ chối. Anh muốn Sera nghỉ ngơi trong căn cứ bí mật. Khi tất cả mọi người đến nhà thư ký Kim thì hắn lại đến công ty. Thư ký Kim sử dụng thẻ ra vào mở cửa văn phòng của Seong U. Cuối cùng hắn cũng lần mò ra căn cứ bí mật. Lúc này Sera đang ngủ trên ghế sofa mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Trưởng phòng Hong gọi cho Seong U thông báo đã có kết quả so sánh ADN. Thư ký Kim và phó chủ tịch thực sự là cha con. Vừa rồi bảo vệ cũng báo tin có người tự ý mở cửa văn phòng Seong U. Người lẻn vào rất có thể là thư ký Kim. Mọi người vội vàng chạy về công ty nhưng khi đến nơi Sera đã không thấy đâu nữa. Jin Mo xem camera xác nhận thư ký Kim đã đưa Sera đi. Lúc này thư ký Kim gọi tới nói nếu Seong U muốn cứu Sera thì hãy đến biệt thự ở nông thôn một mình. Sau khi cúp điện thoại, Seong U lập tức lái xe rời đi. Mặc dù thư ký Kim đã cảnh báo Seong U phải đi một mình nhưng anh vẫn trang bị đầy đủ cứu viện. Vì vậy Jin Mo và cảnh sát Han chia thành hai đội tiến hành hành động. Thư ký Kim dẫn Sera đến biệt thự nhà Seong U rồi trói cô vào ghế. Nhìn quanh nhà, thư ký Kim vô cùng ghen tị với Seong U vì anh được sống trong một môi trường hạnh phúc từ khi còn nhỏ. Thư ký Kim thì hoàn toàn ngược lại, từ khi còn nhỏ đã bị bỏ rơi, đã vậy còn bị chính cha ruột coi là một chú chó trung thành. Trời tối bên ngoài vang vọng tiếng động cơ ô tô. Thư ký Kim ra thăm dò, quả nhiên Seong U đã đến một mình. Thư ký Kim lập tức che mắt Sera lại rồi đặt một quả bom hẹn giờ trên cổ cô. Anh cảnh cáo chỉ cần Sera làm loạn anh sẽ cho cô nổ tan xác. Sau khi xử lý Sera, thư ký Kim liền gọi Seong U. Thư ký Kim yêu cầu Seong U tới tìm mình tại nơi bi kịch bắt đầu. Seong U suy nghĩ một chút, điểm khởi đầu của bi kịch nhất định là nơi mẹ anh qua đời. Seong U lập tức đi qua biệt thự tới khu rừng phía sau nhà. Quả nhiên thư ký Kim đang ngồi ở đó lặng lẽ chờ đợi. Seong U vừa đến liền hỏi tung tích của Sera. Thế nhưng thư ký Kim lại bày ra vẻ mặt thờ ơ. Seong U thiếu kiên nhẫn lập tức đấm thư ký Kim. Sau trận chiến, thư ký Kim lấy ra điều khiển quả bom hẹn giờ. Hắn cũng cho Seong U xem cảnh Sera đang bị trói trên ghế. Chỉ cần hắn bấm nút, Sera lập tức phát nổ. Mắt thấy thư ký Kim đang nắm trong tay mạng sống của Sera, Seong U chỉ có thể cố nén tức giận nằm im để hắn đánh đập. Thế nhưng thư ký Kim vẫn chưa hài lòng. Hắn giơ điều khiển lên yêu cầu Seong U quỳ xuống cầu xin. Seong U vì bảo vệ Sera chỉ có thể làm theo lời thư ký Kim mà quỳ xuống.
Thư ký Kim nở một nụ cười đắc ý. Sau đó hắn đã nói cho Seong U nghe câu chuyện đầy đủ nhất về vụ án sát hại mẹ Seong U 20 năm trước. Năm đó phó chủ tịch quả thật đã khiến mẹ Seong U bị thương, nhưng khi đó bà vẫn còn sống. Thư ký Kim đã phát hiện ra điều này. Vì muốn bảo vệ phó chủ tịch, thư ký Kim đã cầm viên đá bên đường đánh mẹ Seong U đến khi ngừng thở. Seong U bật khóc tức tưởi vì phẫn nộ. Anh thật sự không hiểu thư ký Kim có còn tình người hay không. Mẹ Seong U đã từng đối xử với thư ký Kim rất chân thành, vậy mà hắn lại đối xử với bà như vậy. Thế nhưng thư ký Kim không thừa nhận lòng tốt của mẹ Seong U. Hắn cảm thấy đó là lòng thương hại của những người có tiền bố thí cho hắn. Bà càng đối xử tốt với lũ trẻ, trong lòng thư ký Kim lại càng sinh hận. Hắn không cho phép bất cứ ai thương hại mình. Những lời này khiến Seong U vô cùng tức giận. Anh không thể chịu đựng được nữa. Seong U đứng dậy đè thư ký Kim xuống đất đánh đập dã man. Sera trong biệt thự biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng không hoảng loạn. Cô từ từ rời khỏi ghế rồi dùng vật sắc nhọn cắt đứt dây chói. Sau đó Sera bước đến trước gương, dùng siêu thị lực nhìn thấy cấu tạo bên trong của quả bom, nhìn thấy sợi dây điện có thể phá bom. Sera lấy hết can đảm cố gắng cắt đứt nó. Quả nhiên quả bom lập tức bị vô hiệu hóa. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Sera lập tức chạy về phía khu rừng. Đúng lúc này Sera nhìn thấy thư ký Kim và Seong U đang đánh nhau tơi bời. Thấy Seong U gặp bất lợi, Sera liền tấn công thư ký Kim từ phía sau. Thư ký Kim không ngờ Sera lại có thể trốn thoát, hắn lập tức chạy trốn vào sâu bên trong khu rừng. Khi Sera dìu Seong U trở về, đám người Jin Mo cũng vừa vặn chạy tới. Sáng hôm sau bọn họ vội tới nơi ở của thư ký Kim và mẹ để điều tra, không ngờ lại trúng bẫy của hắn. Lốp xe đã bị đinh nhọn đâm thủng, mất phương tiện di chuyển, bốn người đành phải chạy bộ. Sau khi gặp nhau, Seong U liền hỏi điện thoại của Jin Mo, bởi vì Seong U biết Jin Mo có kế hoạch B chính là định vị hành tung của anh. Trong lúc đánh nhau, Seong U đã tranh thủ nhét đồng hồ định vị vào túi áo thư ký Kim. Bây giờ chỉ cần lần theo vị trí là có thể tìm được nơi thư ký Kim ẩn nấp. Lần theo vị trí, Seong U nhanh chóng bắt được thư ký Kim. Hai người lại tiếp tục đánh nhau lên bờ xuống ruộng. Seong U đẩy thư ký Kim xuống đất rồi nhặt viên đá bên đường. Thư ký Kim cười một cách điên cuồng. Hắn không ngừng khiêu khích Seong U dùng đá đập mình. Như vậy Seong U cũng sẽ trở thành kẻ giết người. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự tức giận. Seong U lựa chọn giao thư ký Kim cho cảnh sát. Sera đau lòng nhìn mặt Seong U đầy vết thương. Seong U biết cô gái trước mắt lo lắng cho mình hơn bất cứ ai. Bây giờ tất cả ân oán đã được giải quyết. Kể từ nay về sau anh sẽ không để Sera lo lắng sợ hãi nữa. Nói xong Seong U liền ôm Sera vào lòng. Sau khi bị kết án tội ác của thư ký Kim cùng mối quan hệ giữa hắn và phó chủ tịch cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Tae Jun sau khi biết chuyện vô cùng sốc. Nhưng điều khiến Tae Jun ngạc nhiên hơn là nữ minh tinh À Ja đã sinh ra đứa con của hai người. Phó chủ tịch từng muốn sát hại đứa trẻ chỉ vì muốn che giấu chuyện này. Tae Jun nhìn bức ảnh con trai mình trong lòng rất khó chịu. Tae Jun tuy ngu ngốc và liều lĩnh nhưng lương tâm vẫn chưa mất. Sau đó Tae Jun đến thăm phó chủ tịch đã tỉnh dậy. Tae Jun thông báo anh quyết định đầu thú chấp nhận hình phạt nên có. Tae Jun cũng muốn được đoàn tụ cùng À Ja và con trai. Anh hy vọng phó chủ tịch cũng có can đảm đối mặt với tội lỗi của chính mình. Đừng để anh phải thất vọng khi là con trai của ông. Lời nói của Tae Jun khiến phó chủ tịch sinh lòng sám hối. Cuối cùng ông cũng đồng ý đầu thú. Sau khi vụ án kết thúc, có tin đồn cho rằng Jin Mo và thám tử bí ẩn đã cùng nhau phá vụ án này. Cư dân mạng ngay lập tức bùng nổ suy nghĩ. Mọi người để lại rất nhiều các vụ án khác nhau trên trang web của văn phòng luật. Bọn họ hy vọng Jin Mo sẽ giúp họ điều tra. Nhưng tối nay Seong U đã có việc. Anh không muốn để ý tới mấy thứ này. Seong U đã bao một nhà hàng sang trọng. Anh muốn cùng Sera có một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhân viên phục vụ bưng ra một đĩa bánh gạo xào cay khiến Sera vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ nhà hàng cao cấp cũng bán đồ ăn bình dân như vậy. Thật ra đây là món ăn Seong U cố tình đặt riêng cho cô. Sera sau khi ăn thì khen không dứt miệng. Seong U cũng nhân cơ hội tỏ tình với Sera. Anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Nói xong Seong U rời khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ đeo dây chuyền cho Sera từ phía sau. Sợi dây chuyền này có ý nghĩa rất lớn đối với Seong U. Đó là một món quà từ mẹ anh. Hiện Seong U đã đưa hết những món đồ quan trọng nhất đối với anh cho Sera. Những năm tháng còn lại của cuộc đời Sera chính là ý nghĩa sống của anh. Sera nhận lấy sợi dây chuyền. Cô hứa cả đời sẽ ở bên cạnh Seong U. Bộ phim Đối tác hoàn hảo đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.